Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần để chúng ta có những phân tích đánh giá tất cả những kịch bản trong tuần vừa qua, tuần đầu tiên của tháng 11. Sau đó Hùng Lê cùng với các anh chị chúng ta sẽ điểm qua một số các cái mã cổ phiếu của các nhóm ngành cơ bản nhất, và cuối cùng thì chúng ta sẽ đi phân tích và định lượng thị trường cho tuần mới. Thế thì trong tuần vừa qua, một cái chương trình rất là ý nghĩa của chúng ta đó là hành trình về miền Trung thân yêu. Thì nó diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 31 cho đến ngày mùng 3 tháng 11, và Hùng Lê cũng như tất cả anh em trong ban tổ chức cũng như đội tình nguyện thì chúng ta đã có một cái hành trình rất là trọn vẹn về miền Trung, về với tỉnh Quảng Trị, về với Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Hải Lăng. Và tại đây thì đoàn của chúng ta cũng đã có nhiều các cái hoạt động thiện nguyện đó, tặng quà cho những cái hộ gia đình khó khăn, những cái hộ gia đình mà bị thiệt hại rất là nặng nề trong cái cơn bão lũ lụt vừa qua, đặc biệt là gia đình những người có người mất hoặc là bị sập nhà, vân vân và vân vân. Thì hiện tại thì cái công tác tổng hợp lại số liệu báo cáo thì các anh chị trong ban tổ chức đang tổng hợp lại, và sau đó thì Hùng Lê sẽ có một cái video chúng ta sẽ tổng kết lại toàn bộ hành trình của chúng ta, tức là từ ngày 21 tháng 3. Xin lỗi cả nhà, từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10, đó là 10 ngày để chúng ta quyên góp ủng hộ, và sau đó thì chúng ta có một cái hành trình như vậy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đánh giá lại toàn bộ tình hình thị trường, thì Hùng sẽ nói lại từ cái bản tin video số 127, 127 để chúng ta có được một cái sự hình dung nó rõ ràng nhất về thị trường. Thì trong trong cái bản tin, đây là bản tin video số 128 và đây là bản kết thúc bản tin video số 127. Thì thị trường chứng khoán Việt Nam trong một cái nhịp sóng hồi này thì Hùng Lê đã phân tích ba cái mốc đó, từ cái vùng ở dưới này, và chúng ta phân tích mốc M1 ở 930 điểm. Sau đó chúng ta phân tích VN Index lên mốc M2 ở vùng 945 đến vùng 950 điểm, và chúng ta phân tích mốc M3 ở vùng 970 đến vùng 975 điểm. Đó là cái mốc, ba cái mốc mà chúng ta lần lượt phân tích một cái sóng lên ở trên này. Và đến cái phiên giao dịch ngày thứ hai, phiên giao dịch ngày thứ hai chính là ngày 26 tháng 10. 26 tháng 10 thì tại cái phiên này thị trường chứng khoán Việt Nam có những cái điểm hội tụ. Điểm hội tụ thứ nhất đó là VN Index của chúng ta đi về vùng 970 đến vùng 975 điểm. Đây là một vùng kháng cự rất là mạnh. Cùng với đó thì VN30, đó VN30 của chúng ta đây, đó chính là phiên ngày hôm nay, VN30 đi về vùng 940 điểm trong một cái mốc đánh giá về một cái mốc M3 của chúng ta, đó là mốc 945 điểm đến mốc 950 điểm, thì cái chỉ số của VN30 đã đạt về cái vùng 940 điểm. Và đặc biệt là phái sinh, đó phái sinh tại thời điểm đó thì Hùng cũng có phân tích ba cái mốc của phái sinh trong một cái nhịp chen long của chúng ta đây, đó là mốc M1 ở 870 đến 880, mốc M2 ở 900 điểm, và mốc M3 là mốc 945 điểm đến 950 điểm. Và tại cái phiên ngày thứ hai, đó chính là phiên mà thị trường của chúng ta hội tụ cả chỉ số VN Index, cả chỉ số phái sinh và chỉ số VN30 đi về cái vùng kháng cự cao nhất và đi về target cao nhất của chúng ta phân tích. Còn đối với phái sinh thì chúng ta có thể nhìn ở trên cái biểu đồ M5, thì thường là cũng sẽ phân tích ở trên biểu đồ M5. Thì tại thời điểm đó là phái sinh của chúng ta đi về vùng kháng cự 945 đến vùng 950 điểm, và tại vùng này thì cũng đã khuyến nghị các cái vị thế long của chúng ta sẽ đóng long. Và các anh chị cũng có thể nhìn thấy là sau đó thì cái chỉ số phái sinh của chúng ta đã trượt dài một cái điểm tương đối là dài ở đây, thì đối với chỉ số phái sinh. Và một cái điểm nhấn thứ hai trong cái tuần giao dịch đó, trong cái tuần giao dịch mà nó diễn ra cái phiên ngày thứ hai, là cái phiên mà gần như tất cả các cái mã cổ phiếu của chúng ta đã bị tụt dốc. Đến phiên ngày thứ ba thì VN Index đi về cái mốc của M2, và đến phiên ngày thứ tư thì có một cái sự bán rất là mạnh, và gần như tất cả các cái tài khoản của chúng ta thì nó nằm ở một cái trạng thái khá là hoảng loạn. Và đến kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư thì Hùng đã có những cái ý cơ bản để trao đổi với tất cả những anh chị em ở Tiên Tin, và những cái ý đó thì Hùng đã nói ở trong cái bản tin video số 128.
Trong đó có dự báo về cái xu hướng mà thị trường có thể chỉnh là chỉnh sẽ 5 phiên, và chúng ta đã có 3 phiên chỉnh ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thì dự kiến là phiên của ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu đó là các cái phiên mà chúng ta sẽ quan sát thêm cái xu hướng tạo nền. Cái ý thứ hai cơ bản là chúng ta đã cầm cổ phiếu của phiên qua phiên ngày thứ tư thì đến phiên ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu chúng ta sẽ không có bán nữa đó, không có bán nữa, bởi vì là ở cái thời điểm đó sẽ bán, khi chúng ta bán như vậy thì dễ dàng có khả năng là chúng ta sẽ bán đúng đáy đó, và kết thúc phiên giao dịch ngày thứ sáu đó thì là một cái tuần rất là bận rộn. Tuy nhiên Hùng Lê cũng đã ra cái bản tin video số 128. Trong cái bản tin video số 128 đó thì Hùng có phân tích và định lượng về VN Index của chúng ta có cái vùng hỗ trợ là vùng 905 đến 915 điểm đây các anh chị, và chỉ số phái sinh của chúng ta sẽ có cái vùng hỗ trợ là vùng 870 đến vùng 880 điểm, và điểm xoay của phái sinh ở trong nhịp đó là vùng 890 điểm. Thì một số các anh chị có hỏi Hùng là đây chúng ta sẽ nói đến phái sinh ở đây. Ở trong cái phiên giao dịch ngày thứ sáu thì Hùng đã nói rất nhiều đến các cái ngưỡng của vùng 890 đến 895 điểm ở đây. Đó là cái vùng mà dự kiến là phái sinh có thể có những cái điểm bẻ pha, và kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ sáu thì cũng có nói đến cái vùng hỗ trợ của phái sinh ở vùng 870 đến vùng 880 điểm ở đây. Đây là cái vùng mà dự báo về các cái nhịp chỉnh của phái sinh, dự báo nhé, đấy là những dự báo sẽ kết thúc ở đây, và điểm xoay chiều của phái sinh là vùng 890 điểm. Thì điểm xoay chiều là gì? Điểm xoay chiều chính là điểm bẻ gãy pha xu thế. Điểm bẻ bẻ gãy pha xu thế thì các anh chị muốn tìm hiểu thêm cái điểm xoay chiều thì chúng ta có thể đọc cuốn Livermore. Livermore nói rất rõ, chỉ chúng ta rất rõ những cái điểm xoay chiều. Ví dụ vì sao Hùng lại đưa cái target của phái sinh trong cái mốc M3 là vùng 945 điểm đến 950 điểm, đó là vùng mà dự báo về cái điểm xoay chiều của phái sinh sẽ đạt đỉnh ở chỗ đó, và đến điểm này thì chúng ta sẽ đóng long, ví dụ như vậy. Và đến cái vùng 890 điểm thì Hùng cũng dự báo rằng là đây sẽ là điểm xoay chiều của điểm bẻ sọt, và từ vùng 890 điểm này thì cái điểm xoay chiều là cái điểm mà thay đổi toàn bộ những cái cục diện của thị trường, thì chính là cái điểm mà thị trường đã của chúng ta đã bẻ long, đúng không ạ? Bẻ long thành công. Trong cái bản tin tuần thì mặc dù là trong một tuần thì Hùng Lê đi đến tận thứ ba mới về, tức là thứ tư thì Hùng mới bắt đầu có thể tư vấn đầu tư ở trên trên Zoom. Nhưng các anh chị cũng có thể thấy rằng là phái sinh đã long từ vùng 890 điểm và đạt cột mốc cao nhất ở vùng 920 điểm. Như vậy là phái sinh của chúng ta cũng tăng được đâu đó bao nhiêu điểm các anh chị nhỉ? 30 40 điểm đúng không ạ? Từ à 30 điểm, tăng được 30 điểm các anh chị, tăng được 30 điểm. Như vậy là một tuần điểm long rất là đẹp. Và đến ngày thứ năm, đến ngày thứ năm thì khi mà phái sinh đạt về vùng 918 điểm đến vùng 920 điểm, tức là ngày thứ năm của tuần giao dịch vừa qua. Đây, cũng sẽ mở lại cái room không chat. Không chat. Thì đến cái thời điểm đó thì Hùng đã nói rất rất nhiều đến những cái câu chuyện về vùng 918 điểm. Khả năng là mạng hơi kém nên là tìm kiếm nó hơi khó. Ok, chúng ta sẽ nói tiếp. Tức là tại cái vùng 918 điểm đến vùng 920 điểm thì cũng đã có những cái khuyến nghị là chúng ta sẽ đóng long. Chúng ta sẽ đóng long ở vùng này. Bởi vì sao? Bởi vì ở cái vùng 918 đến 920 điểm là cái vùng kháng cự. Và theo những cái dự báo mà những cái điểm long cùng thì cũng chỉ đang đặt đến đây. Đến cái target này. Và tại cái phiên giao dịch của ngày thứ năm nó có những cái yếu tố hội tụ gì? Đó thì Hùng đã phân tích rất là rõ ở trên trên Zoom 920. Đây. Cách đây 2 ngày thì cái vùng khi đó thì cũng có đánh giá cái thị trường của phiên ngày thứ sáu nó có những cái yếu tố hội tụ. Ở yếu tố hội tụ thứ nhất đó là phái sinh chạm về vùng kháng cự 918 đến 920 điểm này. Lúc đó là khoảng 13 giờ 07 phút. Đó. Điểm hội tụ thứ hai đó là cái điểm hồi phục T cộng, có nghĩa là gì? Tức là những cái tài khoản mà chúng ta mua phiên ngày thứ năm, phiên ngày thứ sáu và thậm chí là phiên ngày thứ hai thì hàng đã về, và chính vì vậy nên là các cái tài khoản người ta sẽ sẵn sàng người ta bán ra.
Và một cái điểm hội tụ thứ ba nữa là VN Index chạm vùng kháng cự 940 điểm đến 945 điểm. Và cái vùng này thì thị trường của chúng ta cần phải hấp thụ hết cái lượng hàng từ vùng 970 điểm. Hết cái lượng đó, sau đó thì tích lũy đi ngang và sau đó thì mới mới có thể đi tiếp được. Và cùng với đó thì những cái yếu tố kỹ thuật đó và ông đã khuyến nghị đóng long, và sau khi đóng long thì ông đã có những cái phân tích về các cái điểm short ngắn về nền 915 điểm. Và nền 915 điểm này không gãy thì ok, nhưng nếu gãy vùng nền 915 điểm thì thị trường sẽ tiếp tục bị đạp sọt. Thì cái câu chuyện về phái sinh nó có những cái tác động rất là chít sao đối với thị trường chứng khoán cơ sở, và phái sinh thì chúng ta phải phân tích trên biểu đồ M5. Chính vì vậy nên là những cái thông tin đó thì nó sẽ cập nhật theo từng phút. Chính vì vậy là các anh chị muốn muốn cập nhật được những cái thông tin đó thì sẽ phải về để tham gia những cái team chuyên sâu của ông Lê. Thì như vậy đến thời điểm hiện tại thì Hùng đã có cái mạch, hay nói nôm na của chúng ta đó là cái dòng thời gian của VN Index đó, từ vùng 970 điểm mà chúng ta dò tìm lại. Và tí nữa cuối bản tin thì chúng ta sẽ đi phân tích sâu hơn cái kịch bản của thị trường chứng khoán của chúng ta, tức là VN Index sẽ đi về đâu, có sóng xê chỉnh hay không, vân 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 vân, thì tí nữa chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Thì đấy là toàn bộ các cái kịch bản mà Hùng đã phân tích trong bản tin video số 127 và bản tin video số 128. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi điểm qua nhanh các cái mã ngành cơ bản nhất của chúng ta. Đối với VIX, thời điểm hiện tại thì VIX cũng chưa có nhiều động lực các anh chị. VIX bây giờ chưa có nhiều động lực đâu. Cái vùng hỗ trợ của VIX ở đây đó là vùng 100, 98.5 đến vùng 100, và vùng kháng cự ở đây là 110. Tín hiệu dòng tiền đang cắm đầu đi xuống như vậy thì xu hướng VIX sẽ đi ngang quanh vùng 105. Vinhome thì đang bám sát ở biên dưới của chúng ta ở đây, đó là vùng 75 đến vùng 76, gần như là chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận cái bước tạo lập ở đây. Chúng ta phải có những cái phiên đây, ví dụ như này, những cái phiên mà dòng tiền quay trở lại kéo lại thì lúc đó chúng ta có thể bắt T cộng. Còn hiện tại xu hướng là Vinhome đang đi ngang. Cổ phiếu VRE, VRE thì cũng đã có một cái nhịp hồi phục T cộng, và các anh chị nhớ các cái kịch bản mà mình có phân tích, mình có để nói đến các anh chị đó là trong cái phiên ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu, với mục tiêu là chúng ta đang cầm mã cổ phiếu nào thì chúng ta mua đúng mã cổ phiếu đó. Để làm gì? Để chúng ta đánh một nhịp hồi phục T cộng, bởi vì Hùng xác định trong nhịp này là T cộng. Và những cái điểm mua, Hùng nhấn lại, những cái điểm mua của chúng ta sẽ giải ngân khoảng từ 10 đến 30%, và chúng ta mua lại tất cả các mã cổ phiếu mà chúng ta đang nắm. Chúng ta đang nắm cái mã nào thì chúng ta mua cái mã đó, nôm na để chúng ta có thể tranh thủ một cái nhịp hồi phục T cộng. Và đến thời điểm hiện tại thì có thể nói rằng cái phân tích và cái định hướng của chúng ta là đứng đắn, bởi vì chúng ta đã nhìn thấy có một cái lực hồi phục T cộng đây. Các anh chị có thể nhìn thấy gần như tất cả các mã cổ phiếu đều có sự hồi phục từ phiên ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu, và cũng rất nhiều nhà đầu tư bán đúng đáy, bán đúng phiên ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu. Rồi đối với VRE, sau một cái lực hồi phục từ vùng 25 lên vùng 26.5 thì với tín hiệu hiện tại đây, các anh chị có thể, nếu như thuần về phân tích kỹ thuật là các anh chị có thể hiểu đây là một cây doji, nó có xu hướng đảo chiều, và như thế này thì là VRE sẽ có xu hướng test lại cung ở vùng 25. Sapeco tạm thời tắt cái này. Rồi, Sapeco hiện tại cũng không có nhiều động lực, đi ngang ở quanh vùng 185.5. Dòng tiền với lại các cái chỉ báo kỹ thuật về cơ bản như này thì em này em cũng đang đi ngang thôi, chúng ta chưa uống bia được. Vinamilk, chủ kéo Vinamilk. Vinamilk thì trong các cái nhịp phân tích trước thì cũng có đề cập đến cái vùng hỗ trợ của Vinamilk ở vùng 105 đến khoảng vùng 106. Đây là cái vùng hỗ trợ ngắn, và chúng ta thấy rằng là 3 điểm, gần như 3 điểm ở đây thì Vinamilk đều xuất hiện một cái lực phục hồi T cộng đó. Và trong phiên ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu thì Vinamilk cũng đã có những cái điểm nhún về gần vùng 105 và sau đó kéo lên. Kháng cự trước mắt ở đây thì vùng 110 rồi, và với cái tín hiệu hiện tại dòng tiền như vậy thì cũng chưa có nhiều cái xu hướng để chúng ta định lượng về Vinamilk. Chạm kháng cự đây thì khả năng sẽ bật lại, chúng ta sẽ cần thêm những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Chúng ta phân tích một số các cái mã ngành của nhóm ngành hàng không. Nói chung nhóm này thì khó khăn, chồng chất khó khăn thôi. VTC đang đi ngang ở vùng 105, với dòng tiền hiện tại thì cũng chưa có nhiều yếu tố đột biến. Biên của VTC đang đi ở biên 103
1.5 và kháng cự trên ở khoảng tầm 107 đến vùng 108. HVN như vậy là sau một cái nhịp lực hồi T cộng ở đây thì HVN lại đi về cái biên, và xu hướng cao thì sẽ đi về cái biên 24 đến biên 25, dòng tiền cạn cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến. ACV là một cái mã cổ phiếu mà nhìn chung nó là sáng sủa nhất ở trong nhóm ngành hàng không. Vùng hỗ trợ của ACV ở vùng 61 đến vùng 61.2, đây đã có một nhịp phục hồi T cộng, tuy nhiên với dòng tiền đang thấp như này thì xu hướng cao, ACV sẽ test lại cung ở khoảng vùng 62 trước khi mà có dòng tiền hút lại ở đây, thì các anh chị theo dõi các cái tín hiệu tiếp theo. AST hiện tại là cũng có lực phục hồi T cộng, và lực phục hồi này thì xu hướng khả năng là sẽ chỉ chạm được đến đây khoảng vùng 48. Với tín hiệu ngắn hiện tại như này thì cổ phiếu này sẽ có xu hướng test lại, khả năng là test lại vùng thấp thấp ở đây này, đâu đó khoảng vùng 46.5 thì nó khoảng khoảng tầm đó, thì anh chị có thể quan sát thêm ở vùng 46.5. Vùng này mà không gãy thì chúng ta cũng có thể tham gia. Tuy nhiên nếu xét ở trên một cái góc độ tổng thể về dòng tiền hiện tại thì như vậy là cổ phiếu AST sẽ cần thêm thời gian để tích lũy và xây nền lại ở cái nhịp này trước khi mà hình thành một cái xu thế, có thể thành cái hình thành xu thế phục hồi đây, thì chúng ta cần đánh giá thêm về dòng tiền của cổ phiếu này. BVH và Mansan. Bảo Việt trong thời điểm hiện tại thì Bảo Việt cũng là một cái trụ kéo tương đối là ổn định trong cái nhóm trụ. Trong các cái phân tích định lượng trước đây thì chúng ta kỳ vọng Bảo Việt lên đến vùng 58 đến vùng 60. Tuy nhiên trong cái tuần giao dịch mà bản tin khi mà VN Index của chúng ta chạm về vùng kháng cự mạnh nhất, đấy chính là cái điểm mà chạm về vùng kháng cự 970 điểm thì thị trường rơi, chính vì vậy nên là trụ BVH nó cũng rơi kèm theo. Sau khi rơi thì chúng ta có thấy rằng là cái vùng hỗ trợ dài của BVH ở đây đó, thì ở vùng 47.5 đến vùng 48, và trên thực tế thì BVH chỉ rơi về vùng 49 48.5, tức là rơi về cận biên trên. Và sau đó thì BVH cũng tạo đáy đúng phiên ngày thứ năm đó các anh chị. Đó, chúng ta sẽ thường là mọi người sẽ bán trong hoảng loạn và bán đúng đáy luôn. Và nhịp phục hồi này thì đưa BVH về lại cái vùng 53, vùng hỗ trợ ở đây thì bây giờ nó sẽ trở thành kháng cự, và sau khi mà chạm vùng 53 thì BVH sẽ có những cái điểm test lại cung. Vùng dự báo là những cái điểm test cung có thể rơi về lại vùng 51, các anh chị quan sát thêm. Với một cái lực cầu cạn cung như này thì BVH sẽ có thêm một đến khoảng tầm 2 3 phiên test ở quanh vùng này trước khi mà có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Cổ phiếu Mansan rất là khỏe. Khi mà Mansan đi về đến vùng ở đây là vùng 88, thì cũng có đề cập đến cái vùng chỉnh của Mansan ở đây, đó là vùng 80, và chúng ta cũng thấy rằng là tạo đáy đúng phiên ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu. Sau một cái nhịp tạo đáy ở đây thì chúng ta thấy rằng phiên ngày thứ năm là một phiên mà lực cầu của Mansan cực kỳ khỏe và trên 6 triệu cổ phiếu. Tiếp tục đưa Mansan về lại vùng 85, vượt thoát vùng 85, lên xin lỗi cả nhà, vượt thoát vùng 88, đây là cái vùng kháng cự. Thì phiên ngày thứ sáu là Mansan vượt thoát vùng 88 với một cái lượng cầu nó tương đối thấp, thì chúng ta sẽ chờ thêm một đến hai phiên test của Mansan ở đây. Nếu như mà cổ phiếu này không gãy vùng 88 thì xu hướng là sẽ đánh lên vùng 100. Tiếp tục kéo với một cái ý đồ như thế này thì sẽ tiếp tục kéo, và những anh chị mà đang cầm Mansan thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm những cái động thái của Mansan ở khoảng vùng 88. MWG. MWG ở đây trong bản tin phân tích của bản tin video số 127 thì chúng ta nói đến cái vùng ở đây là vùng 110, và cổ phiếu này cần có những cái điểm bứt lên trên vùng 110 và test lại cung. Tuy nhiên nó cũng bị gãy theo cái phiên của ngày thứ hai ở trong cái tuần video số 127 đó, và sau đó thì đi về lại cái vùng hỗ trợ ở đây. Đó là vùng 98 đến vùng 100. Xu hướng của MWG thì với xu hướng này thì MWG sẽ test cung, sẽ test lại vùng trên vùng 100, cận biên 100 này thêm một lần nữa. Tín hiệu dòng tiền đang cắm đầu đi xuống thì thường là cổ phiếu sẽ thiên về kịch bản là đi ngang, tích lũy và giảm giá, chứ còn cái động lực tăng giá thì nó sẽ rất là khó.
PNG và phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành nhựa. Rồi, PNG là một cái trụ mà cũng tương đối khỏe, nó song trùng với cả BVH trong những cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây, và PNG thì đã về đến cái vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 75. Thì thường là đó, khi chạm về kháng cự thì thường cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm chỉnh giảm để test lại cung. Và phiên PNG thì có một điểm đáng lưu ý là phiên ngày thứ 6 có một cái lực chốt tương đối là mạnh. Chính vì vậy nên là những cái điểm test cung này khả năng nó sẽ test sâu sâu một tí, nó sẽ test lại vùng này khoảng vùng 71.5. Chúng ta sẽ quan sát PNG ở khoảng vùng 71.5, vùng này không gãy và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định trở lại, và có một cái phiên mà đánh vượt thoát cái vùng 75 ở đây, thì như vậy là cái xu hướng tăng tiếp của PNG sẽ còn. Còn ngược lại, nếu như bị mất cái vùng 71.5 với lực bán tương đối mạnh thì như vậy là các anh chị ta cũng nên nên cầm, thì chúng ta cũng sẽ nên phải 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 chốt bớt. Bình Minh sau một phiên đẩy bán sau một phiên cầu vào rất là mạnh ở đây, đẩy gần kịch trần, thì Bình Minh đã trả 2 tuần đã trả hết lại về vùng nền, và vùng nền ở trong nhịp này đó là vùng 52.5 đến vùng 53. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Bình Minh thì Bình Minh sẽ chưa thể tăng mạnh được, và Bình Minh sẽ cần thêm thời gian và có những cái tín hiệu kỹ thuật tạo nền ở đây. Tiếp tục quan sát ở vùng 52.5 đến vùng 53.5. APH như An Phú với cái cách đánh của tạo lập như này thì nó cũng khá là khó chịu, và nôm na nếu chúng ta có tham gia cái cổ phiếu này thì chạm hỗ trợ chúng ta mua, chạm kháng cự chúng ta bán. Và biên của em này đang là biên 70 đến biên 75. DAG có một cái sự tích lũy phục hồi tương đối ổn định ở vùng hỗ trợ ở đây, đó là vùng 6.3 đến vùng 6.5, và biên trung bình của chúng ta ở khoảng vùng 6.4. Ở vùng này thì các anh chị hoàn toàn có thể canh mua vị thế, hoặc là có thể vùng 6.5 cũng ok, và kỳ vọng nhịp này sẽ đánh về 7, tức là nó tăng được khoảng tầm từ 8 đến 9% trong cái nhịp T cộng này thì cũng khá là ok rồi. Cổ phiếu Bacona như An Phát thì Hùng có nhiều lần cũng đã đề cập rồi, tạo lập của em này nó rất là kém. Chính vì vậy nên là cứ đi ngang đi ngửa như thế này thì nó cũng sẽ khá là khó chịu, khá là khó chịu của chúng ta, đúng không ạ? Và xu hướng hiện tại thì khả năng khó giữ, nó đi ở ngang cái biên này này, cái biên ở khoảng 10.7, mà nếu mà gãy vùng 10.7 thì xu hướng cao là sẽ test lại vùng 10 ở đây. Cổ phiếu Bacona thì nó chưa có gì đột biến lắm. G và phân tích một số các cái mã ngành công nghệ. Ở hiện tại thì G vẫn tương đối là khỏe, đúng không ạ? Và một cái nhịp xổ số mà anh em chúng ta đánh ở đây từ đâu đó khoảng vùng bốn mấy đấy các anh chị nhỉ, vùng 40, 40 và đánh lên vùng 42, và tại cái điểm 42 này thì cơ bản là G vẫn tiếp tục giữ được cái đà đó và đang hấp thụ một cái lượng hàng. Thì bây giờ chúng ta phải đoán được cái ý đồ tạo lập ở đây. Thì trên cơ sở là để đoán được cái ý đồ tạo lập ở đây thì chúng ta có hai cái ngưỡng đó, ngưỡng 41 là ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng 42 là ngưỡng kháng cự. Thì chúng ta có thể mua ở đây, chúng ta có thể mua ở trong cái biên này và chờ khi có một cái phiên mà đánh vượt thoát vùng 42.5 với một cái lượng cầu xác nhận khoảng trên 1 triệu cổ phiếu thì phiên đó chúng ta sẽ mở điểm mua hết. Như vậy là cái lực đánh lên của G là còn. Còn ngược lại, nếu mà bị gãy vùng 41 thì thôi chúng ta bán, đúng không ạ? Tức là chúng ta chấp nhận một cái cuộc chơi như vậy. Bao giờ khi chúng ta mua thì chúng ta cũng đề ra một cái ngưỡng là nếu như mà cổ phiếu bị gãy cái kỹ thuật ở điểm đó thì chúng ta sẽ bán ra những cái điểm mua thăm dò. Đó. Còn khi mà cổ phiếu mà sau những điểm mua thăm dò mà cổ phiếu tiếp tục tăng đó thì chúng ta sẽ mua tiếp. FPT nói chung, nói riêng và nhóm ngành công nghệ nói chung thì chúng ta đã có rất nhiều những cái phân tích đề cập rồi. Đây là một cái nhóm ngành mà cái dư địa để nó tăng trưởng và hoàn thành cái lợi nhuận, đúng không ạ, của năm nó rất là ok, qua các cái kết quả báo cáo kinh doanh của quý 2, quý 3. FPT sau một cái điểm mà FPT đánh vượt thoát ở đây này, đây là cái điểm 50.5, là cái vùng gần như là cái vùng kháng cự dày, và FPT đi đi liên tục đi liên tục, và cũng có nói đến, các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần cũ, đó là cái vùng 49.5 không gãy thì cái cơ hội mà FPT đánh lên vượt thoát lên cái vùng 52 đến vùng 53 đây, cái mũi tên này
Đó, lên vùng 52 đến vùng 53 là còn. Sau đó thì khi mà cổ phiếu này đánh test lại thì cũng có đề cập đến cái câu chuyện là chúng ta sẽ test lại cung ở khoảng vùng 52 đến vùng 52.5. Tuy nhiên là cổ phiếu này cũng đã đánh một cái phiên ngày thứ tư khá là mạnh, gãy khỏi vùng biên, và đến phiên ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu thì FPT tạo đáy ngắn hạn trên một cái lực phục hồi T cộng ở đây, đó là ở vùng bao nhiêu, ở vùng 50.5. Tức là cái câu chuyện Hùng dự báo đến, tại sao lại khuyên mọi người là đã cầm thì cầm đến phiên ngày thứ năm, xin lỗi, cầm sau phiên ngày thứ sáu, sau đó thì chúng ta bán. Đây thì những cái phiên này chúng ta bán, ok đúng không ạ? Thì như vậy là chúng ta gần như là có lỗ thì lỗ một tí, nếu như mua ở trên này thì có lỗ thì có lỗ tí tẹo thôi. Đó, thay vì chúng ta bán hoảng bán loạn ở trong cái phiên ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu, thì những cái phân tích định lượng của Hùng nó quan trọng như vậy trong từng phiên giao dịch, trong từng ngày giao dịch đó. Còn các anh chị thì tiếp cận với Hùng trong bản tin tuần thì có thể những cái tín hiệu đó thì cuối tuần Hùng mới nói, thì như vậy là nó đã qua mất rồi. Đó, nó qua mất rồi. Với FPT trong thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 52 đến vùng 52.5, chính là vùng hỗ trợ đây. Thì đang phiên ngày thứ sáu đang có một cây doji ở đây, nó thể hiện cái cung cầu, lực cầu khá là thấp như này thì cũng cơ bản là ổn, chúng ta sẽ chờ thêm. Cổ phiếu DGWF đã hoàn thành cái vùng giá ở vùng giá 6x đúng không ạ? Khi cái vùng mà nó chạy ở cái vùng ngang này là rất nhiều những anh chị khó chịu này, là bảo là em ơi sao mãi nó không chạy. Thì bây giờ cổ phiếu nó phải từ từ, và quan điểm của Hùng là khi mà cổ phiếu mà chưa bị gãy kỹ thuật thì chúng ta cứ cầm nắm tiếp cho đến cái thời điểm mà chúng ta có những cái điểm nhấn kỹ thuật, ví dụ chẳng hạn như là DigiWorld bị gãy vùng 50 với một cái cây nến bám mạnh như này đó, nó đi vòng vòng đến đây và nó có một cái tín hiệu kỹ thuật như này đó, thì đây là cái thời điểm mà chúng ta cần phải bán cắt lỗ đó. Nếu như mua ở trên này thì bán cắt lỗ, còn nếu như mua ở vùng thấp ở dưới này thì chúng ta phải bán chốt đó. Còn ngược lại là cái vùng 52 đến cái vùng 53 đó là cái vùng hỗ trợ của DigiWorld, và cái cách đánh của em này thì em mới thường là sau một cái nhịp đi ngang dài thì sẽ có những cái nhịp đánh breakout lên đó, đánh breakout lên. Thì với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì DigiWorld hoàn toàn có thể cán vùng 65 ở trong tuần tới, sau đó thì sẽ có những cái nhịp test lại cung, những cái nhịp test lại cung, thì chờ những cái nhịp test cung này thì chúng ta phải chờ xem cái tín hiệu là cổ phiếu này đánh lên vùng 65, có thể là đánh vượt vùng 65 xong test ở trên vùng 65, hoặc là chạm vùng 65 rồi test dưới vùng 65, thì sẽ cần thêm một cái cây nến xác nhận của phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới. Với tình hình hiện tại thì rất có khả năng là DigiWorld sẽ đánh lên vùng 7x sau khi mà hoàn thành cái target vùng 65, thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật thêm. CMG, đối với thời điểm hiện tại của CMG đang có một cái nền tích lũy khoảng tầm 2 tuần cũng tương đối là đẹp. Tương đối là đẹp. Sau khi mà CMG hoàn thành vùng giá mục tiêu ở đây, đó là khoảng vùng giá 37, thì CMG cũng đã bị một cái nhịp chỉnh tương đối là dài, và bây giờ thì chúng ta tìm lại cái vùng 33 đến vùng 33.5 cho một cái nhịp hình thành nên một cái nhịp mới. Thì cổ phiếu này sẽ cần thêm thời gian để hấp thụ hết những cái lượng hàng ở trên này, những ai cần bán sẽ bán, những ai cầm tiếp sẽ cầm. Và cái vùng mà xu hướng để tạo thành cái xu hướng hỗ trợ trong nhịp này, đó là vùng 33 33.5 thì cơ bản là ok. Rồi, chúng ta đi phân tích một số các cái mã ngành của nhóm ngành xây lắp, bao gồm một số các cái mã cổ phiếu cơ bản và quen thuộc Novaland ảnh hưởng đến các cái chỉ số của thị trường. Hiện tại Novaland cũng không có gì đổi thay cả vùng 62, và hiện tại với cái cách đánh như này thì khả năng đây chủ yếu là đang là dòng tiền tạo lập tự đánh với nhau thôi. Cổ phiếu Cotecom, sau khi mà Cotecom mất cái vùng đệm ở đây đó là vùng 72.5 thì Cotecom đã có một nhịp rơi rất là dài, và cái quá trình rơi này thì rất nhiều những anh chị hỏi Hùng là có bắt đáy không, thì Hùng bảo cứ từ bình tĩnh, khi nào mà có những cái tín hiệu tạo nền thì khi đó chúng ta bắt cũng chưa vội. Và đến thời điểm hiện tại thì cái vùng hỗ trợ của Cotecom vùng 55 đến khoảng vùng 50 57 vùng 55 đến vùng 57 ở đây là đang hình thành một cái nền này, và xu hướng cao là Cotecom sẽ hấp thụ toàn bộ những cái lượng hàng ở trên này đi ngang tích lũy ở đây thêm khoảng một vài phiên nữa đó, và thậm chí là cả tuần sau. Và cái vùng mà xác định cái điểm xoay chiều của cổ tích công ở trong nhịp này đó là điểm 56, điểm xoay chiều. Còn điểm xoay chiều như nào thì các anh chị có thể tìm hiểu thêm. Cổ phiếu HTN là một cái mã cổ phiếu mà đã có những cái phân tích khuyến nghị đầu tư cách đây khoảng tầm 4 tháng, vùng giá 20, giá 20.
Sau đó thì chúng ta lần lượt xây dựng các cái target, và cái target mà gần nhất ở đây chúng ta xây dựng ở vùng 29. Khi về đến vùng 29 thì cổ phiếu HTN liên tục có những cái điểm test nền, và cái nền hỗ trợ của anh chị có thể xem lại rất nhiều bản tin trước, và cổ phiếu này thì gần như được phân tích hàng tuần qua các cái video tuần, và nền 26 chính là nền đệm mà giúp cho HTN có thể có những cái sức bật bật về vùng 29. Và trong cái tuần thứ hai, trong phiên ngày thứ hai, tuần mùng lê thứ hai và thứ ba thì mùng lê đang ở Quảng Trị, thì HTN đã có hai cây trần, và cây trần đầu tiên thì đánh break vượt vùng 29, đó là cái dấu hiệu đầu tiên với một cái lực cầu tương đối tốt và ổn định. Và sau đó thì HTN đã tiếp tục, khi mùng quay trở về Hà Nội thì HTN đã có giá ở đây, nó là khoảng vùng giá 33 rồi khi về Hà Nội phiên ngày thứ tư. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của HTN sẽ có thể đánh chạm về vùng 36, và sau đó sẽ có những cái nhịp xây nền. Đấy, các anh chị thấy rằng là nó xây nền rất là dài, nó xây nền khoảng hai ít nhất là khoảng tầm 3 tuần ở nền 26, thì sau một cái nhịp đánh out lên như thế này thì chúng ta sẽ quan sát ở đây, ở cái vùng đệm, ở đây là vùng đệm 33 rất là quan trọng đối với cổ phiếu HTN trong cái xu hướng là có đi tiếp được nữa hay không. Thì cái vùng 33 thậm chí là có thể là vùng thấp hơn, nó sẽ tạo lập, đôi lúc nó sẽ đánh thủng cái hỗ trợ một tí. Cái vùng này nó sẽ có thêm những cái điểm test cung, test cung đây, và rất có thể là cái cách đi của HTN là nó sẽ đi dài dài, sau đó nó đã đánh out lên, và sau đó nó sẽ đi xây những cái nền tích lũy, nó giống như kiểu là cái lý thuyết O'Neil, xu thế cấp 1 và xu thế cấp 2 đó. HDC rồi. HDC đến thời điểm hiện tại trong bản tin, trong cái phiên kết tuần thì gần như HDC cũng đã về lại đúng cái vùng kháng cự cao nhất, và đúng cái vùng target mà chúng ta xây ở đây, đó là target vùng 24. Trong một cái nhịp chỉnh giảm thì ông có phân tích về cái vùng hỗ trợ của HDC ở khoảng vùng 21, và cổ phiếu này tạo đáy ngắn hạn T cộng, đúng không? Tạo đáy ngắn hạn T cộng ở phiên ngày thứ năm. Đó, cái sự hoảng loạn sẽ đúng vào cái phiên ngày thứ năm. Rất nhiều những anh chị là bặm mồm bặm mẹ là cầm sang phiên ngày thứ tư, xong sang phiên ngày thứ năm nó nhúi một tà phát nữa, thế là thôi out luôn tại đó. Đó, ok. Và bây giờ với những cái tín hiệu phục hồi kỹ thuật hiện tại như thế này thì cổ phiếu sẽ có thêm cái khoan cái vùng 24 này á, thì khả năng sẽ hơi khó. Nó sẽ cần thêm một vài phiên test cung tích lũy ở khoảng vùng 23 đến vùng 24 trước khi có một cái lực cầu cực mạnh ở đây, khoảng 2 triệu cổ phiếu đánh vượt break out cái vùng 24 này, thì khi đó chúng ta sẽ có thể đi xây dựng thêm ở những cái target tiếp theo ở khoảng vùng 26 đối với HDC. Và đến thời điểm hiện tại thì HDC cũng là một cái mã cổ phiếu gần như là mã cổ phiếu trung hạn. Đó, vì sao mình lại phân tích những cái mã cổ phiếu như vậy? Bởi vì đây là những cái mã cổ phiếu mà nó đi về những cái sóng trung hạn rất là dài. Đó, trong những cái nhịp chỉnh thì gần như nó sẽ chỉnh về các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật. Đó, và từ cái điểm hỗ trợ kỹ thuật đó thì chúng ta sẽ quan sát nếu nó không gãy ở những điểm kỹ thuật đó và lực cầu quay trở lại. Đó, thì như vậy là chúng ta sẽ có tiếp một cái hành trình tiếp theo ở đâu đó khoảng vùng 26 đến vùng 28. Cổ phiếu HDG có vùng hỗ trợ nào? HDG cũng đã có một cái sự phục hồi T cộng, tuy nhiên dòng tiền thì cũng chưa thực sự là khỏe. Tạo đáy phiên ngày thứ hai tuần vừa qua, và sau đó thì có một cái lực hồi phục ở đây. Cái lực hồi phục này sẽ đưa cổ phiếu về lại, trước đây là vùng hỗ trợ thì bây giờ trở thành vùng kháng cự rồi, vùng 25. Đưa về vùng 25 ở đây thì chúng ta sẽ quan sát thêm cung cầu ở đây, khả năng sẽ có một cái nhịp trả cung tiếp theo ở đây. Từ cái nhịp trả cung này thì khoảng vùng 24.5 gì đó, khoảng vùng 24.5 khi mà chạm về đó thì nó sẽ có cái vùng 24.5 trả cung ở đây. Ta tiếp tục quan sát, lực cầu tiếp tục khỏe và đánh trên 2 triệu cổ phiếu thì như vậy là em này sẽ về lại đúng cái vùng giá mục tiêu, đó là vùng đỉnh 26, còn break vùng 26 hay không thì chúng ta cũng sẽ chờ. Và cổ phiếu HDG cũng như vậy, đây là một mã cổ phiếu trong một kênh xu thế trung hạn. Nó trong một kênh xu thế trung hạn thì thường nó chỉnh về cái điểm kỹ thuật là nó sẽ bật lên. Rồi, cổ phiếu HBC ở thời điểm hiện tại thì đang hơi hơi kém một tí nhé. Đây, HBC thì chúng ta sẽ đi phân tích ở trong một cái biên đó là biên kháng cự và biên hỗ trợ. Biên hỗ trợ thì đây rồi, đúng không ạ? Trong cái điểm mà ông có phân tích một cái điểm phục hồi T cộng ở đây, đó là ông có lấy chính xác luôn là vùng 9.8 là điểm hỗ trợ kỹ thuật, và HBC thì cũng đã tạo đáy đúng cái vùng 9.8 của phiên ngày thứ năm.
Sau đó thì đang có một điểm đẩy lên, và điểm đẩy lên này thì sẽ cần thêm thời gian để tích lũy lại ở khoảng vùng 10.10.4 đến 10.2. Ở đây nó sẽ cần thêm một cái nhịp tích lũy ở vùng 10.4 đến 10.2 trước khi lực cầu quay trở lại, thì nhịp này chúng ta kỳ vọng là HBC sẽ đánh chạm lại cái vùng kháng cự ở đây đâu đó ở khoảng vùng 10, 11.3 thì đó, 11.3 11.4. Cổ phiếu đất xanh DXG là một mã cổ phiếu được khuyến nghị phân tích đầu tư ở trên Zoom, và một số khi mà phân tích ấy, thì một số các anh chị có hoài nghi về 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 27 ngày, vùng 11 đến vùng 11.3, có hoài nghi về cái câu chuyện về cái tính cơ bản của nó. Tuy nhiên là trên góc độ kỹ thuật đó, thì đôi lúc cổ phiếu nó cũng không hẳn là kết quả kinh doanh các anh chị. Khi kết quả kinh doanh xấu rồi, tất cả mọi thứ xấu mà giá của cổ phiếu nó không rơi nữa, thì đấy cũng là có thể, đó cũng là cái thời điểm mà chúng ta sẽ căn căn theo ý đồ tạo lập để chúng ta mua. Và cái vùng mà khuyến nghị mua đây này chính là cái vùng mà sau một cái nhịp test trả cung ở đây thì đã khuyến nghị mua cách đây 27 ngày cơ mà. Đó. Thì ở vùng này. Và đến thời điểm trong cái điểm mua đó thì chúng ta kỳ vọng là cổ phiếu đất xanh sẽ lên lại vùng 12.5 đến vùng 13, và trong bản tin kết tuần thì đất xanh đóng cửa vùng 12.6, tức là đi vào cái biên kháng cực mạnh. Thì với lực cầu và dòng tiền hiện tại thì cũng đang kỳ vọng nha, kỳ vọng anh chị nhá, sẽ có một cái điểm đánh ở đây, tức là nó sẽ đánh vượt thoát vùng 13. Và khi đất xanh đánh vượt thoát vùng 13 thì tài khoản của chúng ta đang cầm bao nhiêu thì chúng ta mua đúng bấy nhiêu, tức là đấy là thời điểm của chúng ta hoàn toàn tăng tỷ trọng lên, tăng gấp tỷ trọng lên, bởi vì khi đó là cổ phiếu bắt đầu có những điểm chạy nước rút và chúng ta có sẵn hàng rồi á, thì chúng ta mua rất là ok. Đó, có thể T2 chúng ta sẽ bán luôn, chúng ta không cần đến T3, thậm chí T1 chúng ta bán luôn. Khi mà cổ phiếu có những cái dấu hiệu quay đầu thì cái câu chuyện là khi chúng ta có vị thế rồi trong tài khoản rồi thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể xử lý những cái tình huống về cổ phiếu rất là ok luôn. Đó. Rồi VCS đang cạn cung anh chị, và vùng kháng cự trở lại đây của cổ phiếu này ở khoảng vùng 75 thì nó sẽ có xu hướng test lại cung. Nói chung nôm na là lình trình ở quanh đây, còn 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 chưa chạy được đâu, cổ phiếu này sẽ chưa chạy được. Lực đánh như thế này thì chưa chạy được. Đạt Phương rồi. Đạt Phương cũng có điểm tạo nền, tạo đáy ở phiên ngày thứ 5, và cái vùng hỗ trợ của Đạt Phương 24.5. Các cái điểm mua ở vùng 26, đúng không ạ? Có khuyến nghị mua bắt Đạt Phương đây, vùng 26, và đến thời điểm hiện tại thì đang ở vùng 27.3. Dự báo cái xu hướng của Đạt Phương nó đang ở trên đà phục hồi rồi, và trong nhịp này thì chúng ta sẽ kỳ vọng là Đạt Phương sẽ đánh chạm về vùng 3x. Các cổ đông đã mua ở vùng 26, thậm chí là ở những cái vùng hỗ trợ nền ở đây thì chúng ta sẽ canh để chúng ta có thể chốt ở vùng 28, vùng 29 gì đó. Nôm na là trong một cái lực đi thì cổ phiếu sẽ đi và nó sẽ có những cái tín hiệu đảo chiều. Đó, ví dụ như phiên này, đây những cái phiên này đó. Và đây chính là cái dấu hiệu mà để xác nhận rằng là khi mà Đạt Phương gãy 28.5 thì nó sẽ chỉnh. Đó, và mất vùng 28.5 thì chúng ta thấy rằng Đạt Phương đã bay bay xuống. Đó, điểm kỹ thuật nó quan trọng như vậy. CRE, ok, CRE ở đây. CRE là đã đi về được đến vùng 26 rồi. Trong tín hiệu kỹ thuật ngắn thì CRE sẽ thiên về kịch bản chỉnh anh chị nhé. Thì những cái điểm chỉnh của CRE có thể sẽ chỉnh trang lại ở đây khoảng vùng 25. Chúng ta sẽ xem quan sát ở vùng 25 không gãy lực cầu quay trở lại thì như vậy là cái cơ hội mà để lên vượt thoát vùng 26 lên vùng 28, còn nếu mà gãy của bị gãy vùng này thì chúng ta cũng nên chốt luôn các anh chị nhé. IDC là một cái mã cổ phiếu mà cũng phân tích từ khá là dài. Cổ phiếu này thì nó liên quan đến câu chuyện đầu tư công và những cái vùng phân tích khuyến nghị đầu tư ở khoảng vùng 18.5 đến vùng 19. Sau đó thì qua các cái bản tin phân tích tuần thì chúng ta lần lượt chúng ta đưa các cái target, và cái target mà xa nhất đến thời điểm hiện tại đó là vùng 26 thì cổ phiếu này đã hoàn thành. Sau khi hoàn thành vùng 26 thì em ấy đã có những nhịp test ở đây. Những nhịp test này thì rất là dễ dàng nhìn thấy đấy là ý đồ tạo lập thôi. Nó ra hàng mà gần như không 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 có khối lượng, đúng không ạ? Và sau đó thì tạo lập đã đánh lên hai phiên để đưa cổ phiếu này vượt thoát vùng 26. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì IDC cái cách đánh nó cũng dễ hiểu thôi, nhìn thế này nó cũng dễ hiểu thôi. Nó sẽ đánh khoảng tầm độ 4 5 phiên nữa, nó cứ lình trình ở trên vùng 26 và sẽ có một cái cây nến xanh mạnh ngồi như này, thì đấy là cái dấu hiệu để xác nhận
IDC tiếp tục đánh, và nhịp này thì đang kỳ vọng khả năng đánh về vùng bãi khá đẹp, khá ổn. Rồi cổ phiếu LCG cũng đã khuyến nghị bắt đầu bắt lại, mặc dù là LCG của chúng ta đã có một cái nhịp tăng tương đối là dài. Tuy nhiên Hùng nhìn thấy những cái ý đồ tạo lập của LCG ở đây, nó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 9.5 không gãy, hai lần test, một lần hai lần, và sau đó thì lực cầu lại tiếp tục đẩy cổ phiếu này lên trên vùng giá 10. Như vậy với cái cách tạo lập như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là LCG sẽ có những điểm test lại cung ở quanh khoảng 10.2, 10.3 đây này. Đó, ở trên trên này một tí, nó anh chị sẽ có những cái điểm test lại cung ở đây. Và những cái điểm test cung đó không gãy, nó sẽ test thêm, nếu mà theo như thế này thì nó phải khoảng tầm độ 3 đến 4 phiên nữa, 3 phiên nữa thôi. Và sau đó thì sẽ xuất hiện một cái lực cầu mạnh. Đó thì chúng ta sẽ mở mua điểm mua hết ở trong cái phiên đó, tức là chúng ta cũng sẽ mua theo lái. Và khi cái điểm cầu đó đánh vượt thoát lên quanh vùng 11 thì như vậy là chúng ta những cái điểm mua của chúng ta thành công, và chúng ta sẽ cũng sẽ kết thúc cái điểm mua của LCG ở trong cái phiên đó, ở trong cái phiên mà nó có cái sự đột biến như vậy. Đúng không ạ? Rồi chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm này. CKG. CKG ở đây như vậy là CKG đã có một cái điểm tạo đáy đúng phiên ngày thứ 5 và lực phục hồi T cộng. Cái lực phục hồi T cộng này thì nó cũng cho một cái lợi suất khoảng 5% rồi. Chính vậy nên là người ta sẵn sàng người ta bán thôi. Đấy chính là cái điểm mà trong phiên ngày thứ 5 thì Hùng đã có phân tích những cái điểm hội tụ của thị trường. Đó, có những điểm hội tụ gì? Ví dụ là phái sinh về vùng kháng cự này. Rồi VN-Index đi về vùng 940 này. Rồi những cái điểm mua T cộng của phiên ngày thứ 5, ngày thứ 6, phiên ngày thứ 2 đã về, thì chỉ cần chớm một cái lực đấy là người ta bán thôi. Và xu hướng hiện tại như thế này thì CKG sẽ test lại cung. Test lại cung ở vùng đâu đây này, vùng 10, hỗ trợ ở vùng 10, 10.2. Em sell này yếu quá, lên được đến gần 8 và sau đó thì lại quay trở lại về nền tích lũy, và cái nền của sell ở vùng 6.65, ở trong một cái biên ở đây, đó là biên 6.5 đến biên 7, cần thêm thời gian. C32. C32 cũng đã có một cái lực phục hồi T cộng, và cái điểm đánh của C32 trong cái nhịp mà chúng ta phân tích ở khoảng vùng 27 đến vùng 27.5. Sau đó thì đưa đến cái vùng ở 24.5. Tuy nhiên vùng 24.5 của C32 bị phá nên là cổ phiếu đã tạo đáy. Em này cũng tạo đúng phiên ngày thứ 5 là tạo đáy đây. Và có một cái lực phục hồi T cộng. Đó, và lực phục hồi T cộng này thì cổ phiếu về đến rồi, nên là các cái tài khoản người ta sẽ sẵn sàng người ta bán ra thôi. Có thể là nó sẽ có những cái điểm test C32 thì đâu đó nó test ở cái vùng ở đây này, khoảng vùng 23.8 gì đó. Thì những tài khoản nào mà có cầm thì chúng ta quan sát giúp ông ở cái vùng đó, gãy thì bán nốt, đúng không? Nhà Từ Liêm ở đây, nhà Từ Liêm ở đây là đã có một nhịp phục hồi T cộng, cũng đúng phục hồi T cộng, và về nó rơi về đúng cái vùng hỗ trợ 16.5 ở đây. Lực phục hồi T cộng này ở cái vùng 18 ở đây, trước đây là hỗ trợ thì bây giờ nó trở thành cái kháng cự, và kháng cự ngắn này thì cổ phiếu sẽ có xu hướng là test lại cung. Những cái điểm test cung ở đây dự ở khoảng vùng 17.5 đến khoảng vùng 17.3, thì các anh chị có thể quan sát thêm ở vùng này. Rồi, chúng ta sẽ đi phân tích các mã cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí. Đầu tiên sẽ là gas. Gas thì cũng có điểm phục hồi T cộng. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì đường MACD đang cắm đầu đi xuống như thế này thì khó tăng lắm các anh chị ơi. Và gas sẽ có những cái điểm test lại cung ở vùng hỗ trợ 70. Xu hướng là như vậy, không có gì đột biến. Test cung lại. PVD cũng đã có một cái lực phục hồi T cộng từ vùng hỗ trợ ở đây là khoảng vùng 10.5. Và lực phục hồi này thì lại đưa về lại cái vùng 11.3 đến 11.5 ở đây. Trước đây nó là cái vùng hỗ trợ trong một cái nhịp chỉnh ở bên này, thì bây giờ nó sẽ trở thành một cái vùng kháng cự của cổ phiếu. Và với tín hiệu lượng cầu thấp như này thì xu hướng cao là em này em ấy sẽ đi ngang lình trình, và những cái điểm đi ngang ở đây thì có thể chạm
khoảng vùng 10.8, nói chung là nôm na là đi ngang ở đây. PVS cũng đã có một lực phục hồi từ phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ sáu tuần trước. Những cái điểm test cung này thì sẽ đưa PVS đi về lại cái vùng hỗ trợ ngày xưa là vùng 13.5, thì bây giờ trở thành cái vùng kháng cự, và PVS thì đóng cửa cung đúng vùng 13.5 ở đây. Trong ngắn hạn với lực cầu thấp như này thì xu hướng là PVS có thể nó sẽ có những cái điểm test cung ở đây, chúng ta kiểm tra sự vùng 13.2. Ở vùng 13.3 10 10 13.2 mà không gãy tức là em ấy sẽ lình xình đi ngang ở đây trước khi mà có một cái lực cầu lực cung lớn vào, thì lúc đó chúng ta sẽ có thêm những cái phân tích định lượng. PLX trong thời điểm hiện tại cũng không có nhiều các cái yếu tố đột biến, vùng đã mô phỏng một cái đường đi, có nghĩa là PLX sẽ có những cái điểm phục hồi T cộng về đến mắc thì nó sẽ về được đến khoảng vùng 49.5. Sau đó thì cái xu hướng là chỉnh giảm tích lũy nền, khi mà dòng tiền đi ngang tín hiệu đường MACD thì vẫn tiếp tục cắm đầu đi xuống, là cổ phiếu nó khó tăng lắm ấy. Nói chung chủ đạo là tích lũy đi nền thôi. Oi cũng không có gì cả, xu hướng đi ngang ở quanh vùng 8, dòng tiền thấp. BSR. BSR thì lình trình ở quanh vùng 6.8. POVK thì có một cái lực phục hồi này, tuy nhiên những cái lực phục hồi này nó không không thực sự đáng để chúng ta đánh một con sóng. Chính vì vậy nên là mua nó cũng nói chung là bắt được đúng cái điểm đáy này ấy, chính là những cái dự báo về xu hướng thị trường thì lên được đến cái vùng, đây là vùng mấy, đây vùng khoảng vùng 10.10 đến vùng 10.1, nó đã trở thành cái kháng cự rồi. Đó, vậy thì những cái lực phục hồi T cộng này thường nó sẽ chạm về lên này và chạm về kháng cự này, nó lại bị dội lại. Đó, nếu mà chúng ta mua chậm T đi một cái mà chúng ta mua lành lành quành ở đây là không cẩn thận là bị lỗ ngược luôn, nên chúng ta nên tránh. Ở trong nhóm này có mã cổ phiếu PVT. PVT đến thời điểm hiện tại là cũng bắt đầu có những cái tín hiệu hình thành như thế này, lồng đánh giá là đẹp. Bản thân trong kịch bản mà chúng ta phân tích mã cổ phiếu PVT, anh chị nhớ lại đây, và cái đích đến của PVT ở vùng 14 đến vùng 14.5, đó là cái đích đến của nó, và cái đích này thì đã hoàn thành. Sau khi hoàn thành cái đích này rồi thì cổ phiếu chỉnh giảm đúng không ạ? Chỉnh giảm test tích lũy lại, và cái vùng ở đây là chúng ta dò lại vùng 13. Thì từ vùng 13 này thì sẽ đưa cổ phiếu về lại cái vùng kháng cự của chúng ta đây, đó là vùng 14 đến vùng 14.5. Về đến vùng này thì cổ phiếu sẽ test lại. Đó, sẽ đập lại ở đây, và những cái điểm đập này thì chúng ta sẽ quan sát ở khoảng vùng 13.6 đến khoảng vùng 13.4 ở đây, không gãy và lực cầu tiếp tục vào các anh chị nhé, thì lúc đó là chúng ta sẽ có thể mua. PVT trong nhịp này đang kỳ vọng là đánh đánh tiếp các anh chị nhé. PVT là mã cổ phiếu ổn áp nhất. Ngày xưa khi mà ở trong cái nhóm mà dầu khí ấy, thì có khuyến nghị là chúng ta nên tham gia mạnh vào cổ phiếu PVT, thì đến thời điểm hiện tại cũng như vậy, PVT đang khá là ok. Cổ phiếu PET này thì nó thiên về cái xu hướng về đầu cơ. Tuy nhiên là những cái điểm đầu cơ của em PET này thì nó cũng khá là khủng đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây. Trong những cái kịch bản mà mình có phân tích định lượng là PET sẽ có thể đi về lại vùng 8.5 đến vùng 9, đó 8.5 vùng 9 ở đây, và PET đã đi về tạo đáy ở phiên ngày thứ năm đó, bán đúng đáy này. Đó, anh chị nào bán ở đây là bán đúng đáy này, sau phiên hoảng loạn này, sau những phiên hoảng loạn thì bán đúng đáy này. Và hiện tại thì PET đã có một cái lực phục hồi, và lực phục hồi này thì lại ngon rồi, đánh vượt lại về vùng 10.5. Thì với tín hiệu kỹ thuật, với một lực cầu mạnh như thế này thì cổ phiếu này sẽ có những điểm test lại cung ở đây, nôm na nó là như vậy. Và xu hướng của PET để ta xem nào. Xu hướng của PET thì hoàn toàn ở trong nhịp này đang kỳ vọng lên ở khoảng vùng đâu đó ở khoảng vùng 11.5 đến vùng 12. Tức là sau khi em mới test cung ở đây thì cái lực phục hồi này nó sẽ đi về ở điểm ở trên này, và hai cái mã cổ phiếu PVT và PET thì đáng để chúng ta lưu tâm ở trong nhóm ngành dầu khí. Rồi chúng ta đi phân tích các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành banh anh chị nhá, Vietcombank. Rồi Vietcombank ở đây ta sẽ view to lên một tí. Trong tuần vừa qua thì Vietcombank gần như là dòng tiền nó không có. Sau một cái điểm đánh đánh break lên ở đây
Thì Vietcombank chúng ta nói đến cái vùng 81.5 đến vùng 82, ở trong cái nhịp ở bên này thì Hùng cũng có nói đến vùng này, và cái vùng kháng cự của Vietcombank đó là vùng 85.5 đến vùng 86. Thì trong tuần thì Vietcombank cũng đánh chạm về vùng kháng cự này, chạm về vùng kháng cự xong thì đang có những cái phiên cạn cạn cung. Cạn cung khá là ok, và những cái điểm test cung này có thể rơi về khoảng vùng 84, nó là hợp lý. Đúng rồi, 84 đây các anh chị. Đó. Ở những cái điểm 84 này không gãy thì Vietcombank sẽ có xu hướng là sẽ đánh ao ao qua khỏi cái vùng vùng ở đây là vùng 85.5 đến vùng 86 để đi về lại vùng 88 đến vùng 89 ở trên này. Bit bit thì hơi xấu, bit thì hơi xấu rồi, bởi vì sau khi mà bit tạo thành cái điểm đáy ở đây đó là khoảng vùng giá 38 thì bit lại có cái lực phục hồi T cộng, nhưng lực phục hồi T cộng này nó cũng chưa thực sự là khỏe, chưa thực sự là khỏe, và nó chạm về vùng 40. Đó, nó chạm về đúng cái kháng cự ngắn ở đây. Hỗ trợ thì bây giờ nó trở thành kháng cự đó. Nó chạm về kháng cự ngắn ở đây thì xu hướng với những cái lực đánh của Bit như hiện tại như thế này thì khó để mà Bit có thể tăng tiếp theo, và chúng ta sẽ chờ những cái điểm test lại cung của Bit ở đâu đó khoảng vùng 38 đến vùng 38.5, kiểm tra lại nền ở chỗ này. ACB là một cái mã cổ phiếu khá hơn tất cả trong nhóm banh đúng không ạ? Khi mà ACB trong cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây, vùng 23 đi về vùng 26, và từ vùng 26 này chạm kháng cự thì không có cái lý do gì cả, là nó chỉnh, nó là thường tình thôi. Và cũng tại thời điểm này, đó là thời điểm mà VN-Index đạt về vùng 970 và phái sinh đạt về cái kháng cự cao nhất 950 điểm của mốc M3, thì nói chung nó chỉnh thôi, đấy là cái câu chuyện chỉnh bình thường. Và trong cái quá trình chỉnh đó thì chúng ta dò tìm lại những cái điểm hỗ trợ. Đó thì đây là cái điểm hỗ trợ bên này thì khả năng nó cũng đi xem ở bên này thôi, 23 đến 23.5. Đó, nôm na nó là như vậy, thì nó cũng tạo đáy đúng phiên ngày thứ năm đấy các anh chị, bán đúng đáy là như vậy đó. Và từ đây thì nó có một lực phục hồi T cộng, lực phục hồi này thì đã đưa về đến vùng kháng cự, về đến kháng cự lại lại dội lại thôi. Đó, lại dội lại. Và dội về đâu thì bây giờ là chúng ta sẽ xem nhịp này nó đẹp đẹp thì nó dội lại về khoảng quanh vùng 24.5. Đẹp thì sẽ dội lại về khoảng quanh vùng 24.5 đến vùng 25. Đó, 24.5 đó. Nôm na nó là như vậy, nó test lại cái vùng này, nó test lại cái vùng này, và sau đó thì nó đi tiếp và tích lũy ở trong nền này, thành công thì nó sẽ đi tiếp. Đẹp nhất là như vậy. MBB và công thương, MBB. Rồi, MBB như vậy là MBB cũng có một cái lực phục hồi T cộng tạo đáy đúng phiên ngày thứ năm và chạm đúng cái vùng hỗ trợ biên trên vùng 17 đến vùng 17.5. Đó, trong cái quá trình mà chúng ta đi phân tích hoặc chúng ta cầm nắm các cái mã cổ phiếu thì chúng ta nên là xem được cái nền hỗ trợ của cổ phiếu nó nằm ở cái ngưỡng nào, và từ đó thì chúng ta sẽ có những cái chủ động hơn. Và từ đây lực phục hồi T cộng 3 phiên kết tuần của MBB như thế này là xấu. Và cái điểm này thì hôm nay là nó rơi, kết tuần nó rơi về vùng 18. Tuy nhiên với cái góc độ là dòng tiền thì cắm cắm đầu hùi hụi như thế này thì xu hướng cao là MBB sẽ test lại nền này. Đó, test lại nền 17.5 ở bên trên. Trước khi mà nó hình thành cái xu hướng tiếp theo thì nó sẽ ở xu hướng cao là nó sẽ test lại cái nền này. Rồi, công thương cũng có nhịp hồi phục T cộng và tạo đáy đúng phiên ngày thứ sáu, xong rồi rút chân lên. Sau cái điểm này thì các cái điểm hồi phục T cộng đây và công thương bắt đầu có những cái bốn cái phiên test tích lũy sau phiên ngày thứ hai, thì bốn cái phiên test này thì có thể xem ở trong vùng 30 đến vùng 30.5. Trường hợp nếu như công thương mà bị gãy cái vùng 30 dưới này thì nó sẽ test lại theo mô hình V kép, tức là nó sẽ test lại ở cái điểm thấp ở dưới này các anh chị. Đó. Còn ở nếu như cổ phiếu này mà vẫn test được ở trong cái biên tích lũy này và có một phiên mà phá 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 bên trên đó, phá bên trên thì xu hướng phục hồi của công thương nó là tiếp tục. Còn với tín hiệu kỹ thuật của kết tuần như thế này thì công thương sẽ cần thêm có thêm một đến khoảng hai phiên nữa đi ngang ở trong cái biên này trước khi mà hình thành xu thế, tức là có cái tín hiệu kỹ thuật để phát đi để giúp cho chúng ta có thể nhận diện được cái đường đi tiếp theo của nó. Techcombank, TCB.
Tech thì hơi xấu. Với tín hiệu như thế này thì Tech là xấu. Sau một cái điểm hồi phục T cộng và điểm hồi phục T cộng thì cũng gần như là kết thúc rồi. Và em này em mới có những cái điểm test lại nền đường đường mác xấu, đường mác xấu, dòng tiền xấu. Chính vì vậy nên là Tech sẽ quan sát ở vùng 21 đến vùng 21.5. HD Bank. HD Bank cũng đã có một cái nhịp phục hồi T cộng tạo đáy đúng phiên ngày thứ năm và bắt đầu đi lên, và những cái điểm đi lên này thì lại đưa cổ phiếu này về đúng lại cái vùng kháng cự 25.5 đến vùng 26. Và thường là về lại kháng cự thì cổ phiếu sẽ dội lại thôi, và những cái điểm dội này, điểm kết tuần này như vậy là hợp lý với một lượng cầu khá là thấp. Với một lượng cầu khá là thấp như này thì kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ test lại, test cung nhẹ ở khoảng vùng ở đây là hợp lý này. Đó, khoảng vùng 25 không gãy. 25 không gãy khoảng 1 đến 2 phiên nữa và lực cầu tiếp tục đẩy về, vượt thoát được vùng 26 thì khi đó chúng ta sẽ đi đánh giá thêm cái kịch bản là HD Bank có thể đi thêm được những cái nhịp cao hơn. Nhưng mà trong cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu HD Bank thì mình thấy rằng cái ý đồ mà sáng á, tức là cái điểm sáng là HD Bank có thể đánh tiếp tục, sẽ đánh vượt thoát lên khỏi cái biên biên trên ở đây, đó là cái biên 25.5 đến biên 26 thì chúng ta sẽ quan sát thêm. VPBank thì xấu rồi, nhịp phục hồi T cộng cũng gần như nó là kết thúc, nó tạo từ phiên ngày thứ sáu ở đây, phiên ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu ở vùng 23, hồi phục lên được đến cao nhất là trong phiên ngày hôm nay, là phiên cao nhất là phiên ngày 11 tháng 4 ở vùng 24. Và sau đó thì bị mất biên 24, như vậy là 24.9 ở đây. Mất biên 24 thì xu hướng lại không có gì thay đổi cả, vùng 22.7 đến vùng 23.3 sẽ vẫy gọi. VIB, cổ phiếu VIB trong thời điểm hiện tại thì ông có nói rất nhiều đến cái ý đồ tạo lập ở đây. Có nhiều cách để tạo lập phân phối hàng, nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại thì cũng 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 khá là khó để đưa ra được một cái xu hướng. Tuy nhiên nhìn trên góc độ kỹ thuật thì cũng sẽ nói như sau, ở trên vùng 31.5 đến khoảng vùng 32.5. Đây là vùng mà VIB sẽ đi và cái xu hướng theo như cái nhận diện vùng thì VIB sẽ tiếp tục đánh một nhịp nữa. Chưa có phân phối. Chính vậy nên là để mà chúng ta gọi là chơi xổ số ở trong cái nhịp này thì các anh chị lưu ý giúp vùng vùng 31.5, 32.5. Ok, ở vùng vùng này chúng ta có thể thăm dò. Sau khi thăm dò xong 30% tỷ trọng rồi đó, bởi vì cổ phiếu VIB là chúng ta phân tích tít từ dưới này lên rồi và phân tích đến tận vùng 32 rồi, 34 rồi, nó vẫn chưa gãy thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp đó, thì ở vùng này chúng ta sẽ thăm dò vị thế. Ở trường hợp một nếu xong thăm dò xong nó bị gãy vùng 31 đây, nó bị gãy 31.5, ok chúng ta vui vẻ chúng ta bán cắt lỗ, bởi vì như vậy là tư duy chúng ta sai. Nhưng ngược lại vùng này không gãy, vẫn tiếp tục đình trình đi ngang ở đây đó, và đến một cái ngày nào đó nó có một cây nến xanh này, nó đánh vượt thoát vùng 34 thì phiên đó sẽ là phiên mà chúng ta sẽ mở điểm mua hết, đánh theo tạo tạo lập và chơi đến cùng đối với cổ phiếu VIB. Cổ phiếu STB, STB hiện tại là như thế này, là cái lực phục hồi T cộng của em ấy cũng cũng đã gần như kết thúc và STB lại có xu hướng test lại nền 13. Trên tinh thần là cái nền 13 này thì sẽ quan sát kỹ ở đây các anh chị, bởi vì là hiện tại thì Hùng nhìn thấy cái tín hiệu dòng tiền cũng đang cắm đầu, tín hiệu MA cắm đầu và gần như là thanh khoản không có, thì đây là một cái tín hiệu nó không thực sự tích cực, và cái điểm hồi phục T cộng này thì cũng đã đưa cổ phiếu này chạm về gần 14, thành cái vùng hỗ trợ thì nó sẽ trở thành cái vùng kháng cự ở đây. Đó, đây là điểm hỗ trợ thì đây sẽ thành kháng cự ở đây các anh chị nhé. Cổ phiếu SHB có khuyến nghị đầu tư ổn rồi đấy, với tín hiệu này của SHB thì đó, bán đúng đáy này, bán đúng phiên ngày thứ năm là đúng đáy này. Rồi sau đó thì SHB phục hồi và trong cái phân tích định lượng của biên SHB ở vùng hỗ trợ tạo nền ở nhịp này 15.5 đến vùng 16. Rồi và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì SHB hoàn toàn có thể đánh, đang chờ thôi. Cái lực cầu nó mới 3 triệu thì chưa thể đánh được. Sẽ cần có thêm những phiên mà SHB rơi vào khoảng tầm độ 10
5 triệu cổ phiếu đó và đánh vượt thoát bay cái nền 16 này một cách mạnh mẽ, thì lúc đó là chúng ta có thể mở những cái điểm mua hết ở những cái phiên giao dịch như đó, chúng ta bơi theo lái. Rồi cổ phiếu BVB Bảo Việt đúng không ạ? Rồi cái mã cổ phiếu này thì có những cái điểm nhấn kỹ thuật mà có lẽ là rất là quen thuộc với anh chị rồi. Vùng 10 đến vùng 10.5 là biên tích lũy trong một nền xu hướng dài, vượt thoát nền 12 thì đấy là xác nhận một cái kênh xu thế trung hạn. Và trong một cái nhịp phân tích ở trước này thì nói chung là ai mà mua BVB ở khoảng vùng 10 đến vùng 10.5 thì cũng đã có một mức lãi khá là tưng bừng rồi. Trong cái kỳ vọng là đánh chạm vùng 15, tuy nhiên ở đây là nó xuất hiện những cái tín hiệu kỹ thuật này, đó những cái tín hiệu kỹ thuật, và khi mà BVB bị gãy vùng 12.8, gãy vùng 12.8 tức là phiên này chính là phiên ngày thứ hai, đấy là cái phiên mà xác nhận là chúng ta cần phải bán ra chốt lãi. Rồi sau cái bán ở cái vùng đó thì chúng ta lại tìm về lại đây, đó là vùng 11.5 đến vùng 12, đó là vùng biên tích lũy, và cũng đã có khuyến nghị bắt đầu bắt lại BVB ở vùng này để tinh thần là chúng ta sẽ đảo T cộng. Và sau một cây nến xanh thì đã có ba cây nến test trả lại cung ở vùng 12, và vùng 12 sẽ là cái vùng mà để xác nhận cái xu hướng đi tiếp, và biên ở trong nhịp này đó là biên 11.5 đến biên 12 trong một cái nhịp hồi phục, để thứ nhất là kỳ vọng là sẽ đánh lại về cái vùng ở đây 13.5 đến vùng 14 và vượt thoát được cái vùng này, thì khi đó chúng ta sẽ nói những câu chuyện tiếp theo. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu chứng khoán VCI. VCI cái đội tạo lập của VCI rất là ok, và bản thân thì VCI cũng đã có những cái khuyến nghị bắt lại VCI sau một cái nhịp mà chúng ta phân tích về VCI đã hoàn thành vùng 4x. Có một comment nói rằng là anh Hùng, anh ấy bảo là VCI có thể về đến vùng 5x đến vùng 6x. Các anh chị nhớ và ghi rõ cái cách mà Hùng nói. Khi mà chúng ta đi xây dựng các cái target là chúng ta đi xây dựng lần lượt từng target, và để lên được 5x thì cái vùng 4x này cổ phiếu phải có những yếu tố kỹ thuật gì. Bản thân VCI, các anh chị xem lại VCI, nếu như mà chúng ta đi xem lại những cái bản tin phân tích hàng tuần đó, thì bắt đầu từ những cái tháng ở đây chúng ta phân tích ở trong một cái biên từ vùng 20 đến vùng 24 đó, và khi vượt thoát vùng 24 rồi thì chúng ta bắt đầu phân tích về vùng 30 up 25%, từ vùng 30 chúng ta phân tích lên vùng, nếu như không nhầm đó là vùng 35 đến vùng 36, từ vùng 35 36 này thì chúng ta mới phân tích lên vùng 4x, và từ 4x này thì chúng ta mới phân tích lên 45 50, chứ không phải là một mạch để chúng ta phân tích lên vùng 6x, nên là chúng ta phải nghe cho nó kỹ, nghe cho nó rõ. Rồi sau khi mà cổ phiếu VCI đây cái vùng hình thành đây vùng 35 đến vùng 36, và tại vùng đó thì có một cái điểm nhấn kỹ thuật ở đây rất đẹp ở đây để giúp cho cổ phiếu này có một cái lực bật lên ở đây, rồi thì nó sẽ chạm lại vùng 4x, là chạm lại vùng kháng cự rồi các anh chị. Đó, chạm lại vùng kháng cự này rồi thì cổ phiếu nó sẽ test thôi. Nếu như mà cổ phiếu mà giữ được trên vùng 38. Ok, giữ được trên vùng 38 thì cái cơ hội để đánh vượt thoát 4x là còn. Nếu như không không giữ được 38 thì chúng ta bán để chúng ta chốt. Như vậy là chúng ta xác nhận một cái lực phục hồi T cộng ở đây kết thúc, đúng không ạ? Cổ phiếu HCM như vậy là có một cái điểm đây cũng là bán đúng đáy này, ai bán HCM phiên ngày thứ năm là bán đúng đáy. Rồi sau đó thì phục hồi lên vùng 22 cộng một tí, và đang có hai phiên, ba phiên kiểm tra lại vùng 21.5. Thì các anh chị lưu ý là đối với HCM vùng 21.5 là cái vùng để xác nhận xu hướng. Chúng ta cần thêm phiên ngày thứ hai để phiên ngày thứ ba để chúng ta xem HCM có giữ được ở trên vùng 21.5 hay không. Nếu như gãy vùng 21.5 thì cái lực phục hồi T cộng của HCM cũng xác nhận nó là kết thúc ở ở vùng 22. Đó, từ 20 đánh lên 22. Ví dụ như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta sẽ tính nhá. 2 trên 20, các anh chị thấy chưa? 10%. Ở trong một cái lực phục hồi T cộng 10% thì rất nhiều những cái tài khoản người ta sẵn sàng, người ta ao, người ta bán thôi. Đó, người ta mua được đúng cái điểm ở đây thì về đến đây là người ta bán thôi. Đó, 10% trong một tuần. Có thơm không? Rất là tuyệt vời, còn gì nữa. Cổ phiếu SSI thì cũng đã có lực phục hồi T cộng, tạo đáy đúng phiên ngày thứ năm, kéo lên thì cổ phiếu này đập lại vùng 17.5. 17.5 đây là cái hỗ trợ của trong cái biên này. Đây là chính là những cái điểm vòng cung hỗ trợ, thì đập về đây nó lại đập về kháng cự và cổ phiếu nó sẽ chỉ giảm lại.
Thì những cái điểm chỉnh giảm này nó hợp lý hay không thì nó ở khoảng vùng 17. Chúng ta quan sát thêm, nếu gãy vùng 17 thì như vậy là nó sẽ test lại, nó sẽ đi lại về những cái vùng thấp hơn ở thế này. Còn nó giữ được ở trên vùng 17 thì cái cơ hội để nó đánh vượt lại vùng 19, 18, 18 đến vùng 18.5 là còn. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì dòng tiền đang bị suy yếu và đường MACD nó đang cắm đầu như thế này thì nó cũng khó để mà cổ phiếu tăng được, và thiên về cái kịch bản nó là tích lũy và chỉnh giảm. Cổ phiếu SHS thì tích cực hơn, SHS tích cực hơn và nhịp hồi phục này cũng tạo đáy đúng phiên ngày thứ năm. Hồi phục lên là dự kiến là đến khoảng vùng 13.5 và sau đó thì nó sẽ test lại. Những cái điểm test tích lũy lại ở đây của SHS hợp lý ở khoảng vùng 12.6 đến vùng 12.8 không gãy. Và lực cầu quay trở lại thì cái cơ hội mà để SHS đánh lại cái vùng giá mục tiêu của chúng ta đây, vùng 14 đến vùng 14.5 là còn. Ngược lại, nếu gãy vùng ở đây mà gãy vùng 12.6 thì em ý lại lại test lại ở đây, tức là nó sẽ hình thành một cái mô hình phê kép đúp ở đây, rồi khi đó mới 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 đi được đó. Thì tùy vào cái diễn biến của thị trường thì cũng sẽ tiếp tục cập nhật theo những cái tín hiệu kỹ thuật như vậy. Cổ phiếu MBS xem nào, MBS cũng khá là tích cực khi mà hồi phục T cộng về lại vùng đây, vùng 10.8 là vùng kháng cự, bứt được vùng 10.8 thì chạy tiếp. Cổ phiếu CTS thì chưa có gì đột biến, xu hướng là vẫn tiếp tục đi ở trong biên 7 đến vùng 7.2 trước khi mà hình thành cái xu thế tiếp theo, phải có dòng tiền nó đột biến đi vào đây thì như vậy nó mới ok. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích các mã cổ phiếu của nhóm ngành thép Hòa Phát, HPG. Thì trong tuần thì có một nhà đầu tư có hỏi về cái câu chuyện là Hòa Phát tốt hơn hay là cách đây 2 ngày, tức là ngày thứ năm, Hòa Phát tốt hơn hay Hoa Sen tốt hơn. Thì bản thân thì cũng có đưa ra một cái vùng hỗ trợ của Hòa Phát ở vùng 30 đến vùng 30.5, sẽ xây nền cho cái xu thế tiếp theo. Còn đối với Hoa Sen thì sẽ test cung ở vùng 16, và theo Hùng đánh giá thì Hoa Sen sẽ chạy trước Hòa Phát ở trong cái nhịp này, nên là nếu như mà chúng ta mà yêu thích cả 2 mã cổ phiếu thì cái tỷ trọng của Hoa Sen sẽ dành 70%, còn Hòa Phát sẽ dành 30%. Thì đây Hoa Sen sẽ có cái điểm xây nền ở đây, đó là cái điểm mà vùng 30 đến vùng 30.5. Xu hướng nó sẽ chưa chạy được ngay đâu, chúng nó sẽ đi xây thêm một vài điểm ở đây nữa và sẽ chờ một cái phiên nó có một cái lượng cầu cực lớn để đánh một cái cây nến xanh dài như thế này, thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta sẽ xác nhận là xu hướng của Hòa Phát sẽ đánh tiếp. Thì đối với kịch bản của Hòa Phát dành cho các anh chị, nếu mà anh chị nào mà chúng ta mua gom thì chúng ta có thể giải ngân khoảng 30% vị thế ở cái vùng này. Bản thân Hòa Phát thì đến thời điểm hiện tại là team của, nếu mà nhìn ở trên dòng thời gian này là chưa, hình như là chưa 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 ra hết đâu. Dự kiến 3x này, sau khi hoàn thành vùng 3x các nhịp chỉnh kỹ thuật thì chúng ta sẽ căn cứ tình hình thực tế để khuyến nghị mua thêm cái phần chúng ta đã chốt. Tức là tóm lại là ngày xưa là khi mà hoàn thành vùng giá 3x ấy, thì dự kiến là chúng ta sẽ chốt bớt. Tuy nhiên là chúng ta thấy cái điểm chỉnh của Hòa Phát ở đây nó cũng không thực sự là sâu. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ chờ xem những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây, những tài khoản đang cầm thì chúng ta sẽ chờ có phiên đánh break mạnh này thì chúng ta sẽ mua tăng tỷ trọng 50 đến 100%. Còn những tài khoản mở mới thì chúng ta có thể thăm dò dần. Biên ở 30 30.5, gãy 30 thì cắt các anh chị nhá. Rồi, Hoa Sen sẽ chạy trước Hòa Phát ở trong nhịp này, đó là dự báo, bởi vì khi mà Hoa Sen đã có một cái nền tích lũy rất là dài ở đây và chúng ta nói đến Hoa Sen ở vùng 14.5 và cái biên kháng cự ở vùng 16 và chúng ta chờ đợi một cái cây nến xanh đánh vượt thoát lên, thì trong tuần là cây nến này chính là cây nến xác nhận. Hai cái phiên mà Hoa Sen đánh rất mạnh về dòng tiền phiên này thì xác nhận có một cái điểm mua ở đây. Vượt thoát vùng 16 thì Hoa Sen sẽ có những cái điểm test lại, và đây chính là một cái điểm test, hai phiên test thành công và điểm này thì lực cầu tiếp tục vào, và với lực cầu như thế này thì xu hướng Hoa Sen đã đi về vùng 18, trước mắt sẽ là vùng 18 đã. Vượt thoát vùng 18 thì khi đó chúng ta sẽ đi xây dựng những cái target cao hơn, nhưng trong nhịp này là về cơ bản về về chung quy lại là Hoa Sen sẽ đi tương đối là khỏe các anh chị, bởi vì dòng tiền nó đánh như thế này rồi thì mà nó đánh xong mà nó lại không gãy cái vùng 14.5 ở đây, tức là
dòng tiền chặn cận dưới và tiếp tục đánh. Nam Kim NKG thì trong thời điểm hiện tại là không có gì xuất sắc, khi mà cổ phiếu này chạm vùng 8.5 là kháng cự thì nó sẽ dội về thôi. Đường MACD đang cắm đầu như thế này thì nó thiên về kịch bản chỉnh giảm và có thể sẽ test lại cung ở khoảng vùng giá 8 đến vùng 8.15. Khoảng vùng 8 đến 8.15. Rồi. TLH. TLH ở trong nhịp này chúng ta nhìn ở trên góc độ đến tuần thì cũng đang tìm những cái điểm, ví dụ điểm 3.6, 3.8 và điểm 4 thì đây là những điểm cũng đang canh lại. Tất nhiên đối với TLH thì cái thanh khoản nó hơi thấp, chính vì vậy nên là ở đây đang là những cái giai đoạn mà nó tạo đáy tạo nền thì thanh khoản nó sẽ thấp, và sau khi mà cái tạo lập người ta gom đủ hàng đủ rồi ấy, thì lúc đó người ta mới bơm tiền vào để người ta đánh, thì khi đó thì TLH nó lại chạy sang một cái kênh xu thế khác rồi. Và trong cái con mắt của Hùng nhìn thì Hùng đang kỳ vọng là TLH sẽ là một cái mã cổ phiếu mà sẽ đánh trong tương lai, chờ thôi đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích nhanh một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành vật liệu xây dựng anh ấy. PLC. Em này là có một cái đặc thù, rất đặc thù. Nhựa đường và rải thảm. Nó là một mã cổ phiếu liên quan đến ngành đầu tư công, và khi mà PLC, bản thân thì PLC đã hoàn thành cái nhịp phân tích của chúng ta ở đây, đó là vùng 24. Có những cái điểm chỉnh giảm lại và nó rơi lại đúng về cái vùng hỗ trợ, và nó có cái tín hiệu tạo nền ở đây khoảng 2 tuần ở vùng 20. Và trong tuần vừa qua thì lực cầu bắt đầu tiếp tục duy trì trở lại và đưa cổ phiếu này về vùng kháng cự 24. Với tín hiệu này thì chắc chắn là sang tuần tới thì cổ phiếu sẽ công lại vùng 24 và chúng ta sẽ quan sát thêm ở đây. Có hai cách để mà cổ phiếu này vượt thoát, có thể vượt thoát vùng 24 để đi tiếp, và bản thân PLC thì vẫn là một cái mã cổ phiếu của sóng trung hạn, tức là nó đi trung hạn thì nó sẽ chạm những cái vùng hỗ trợ và nó sẽ chạm dưới, giống như kiểu là hoa sen ấy, nó chạm dưới ở vùng 14.5 thì PLC nó chạm dưới ở vùng 20. 2 tuần rất là khỏe, rất là ok. Cổ phiếu KSB cũng nhiều anh chị chúng ta quan tâm đến mã cổ phiếu này đúng không ạ? KSB thì cũng là một cái mẫu hình của kênh xu thế trung hạn. Em này chuyên về đá, nó liên quan đến vật liệu xây dựng và cũng rất là khỏe trong cái vấn đề về kinh doanh. Sau khi mà cổ phiếu này chạm vùng hỗ trợ của nó ở đây, đó là vùng 21 đến vùng 22, tạo đáy đúng phiên ngày thứ năm. Đó, bán này, đây là bán này, xong đây bán cố bán tháo ở phiên ngày thứ năm mà bán đúng đáy luôn. Sau cái bán đúng đáy xong thì cổ phiếu phục hồi, đó lên đây là bắt đầu nó ngó mua những cái phiên xanh xanh này, lại mua xong rồi nó lại test cho mấy nhát lại ao hàng. Đó thì đấy là một cái vòng rất là luẩn quẩn. Nếu như chúng ta không có những cái phân tích định lượng về cơ bản, về cách nhìn nhận của thị trường thì chúng ta sẽ thường bị như vậy. Bây giờ đối với kịch bản là KSB đang có một lực phục hồi tốt, cái tín hiệu kỹ thuật ngắn thì đang cho thấy cái lực phục hồi này có thể đưa cổ phiếu này về lại đúng cái vùng gọi là cái đỉnh cao nhất của nó ở đây, ở khoảng vùng 27. Những điểm test cung ở quanh nền 24.3 không gãy là ok. Cổ phiếu DHC nó cũng người anh em cùng với KSB, và đây một mã cổ phiếu cũng tương đối là khỏe. Vùng hỗ trợ thấp ở vùng 44 và kháng cự hiện tại ở đây là vùng 49, nôm na nó như vậy. Em này cũng có một cái lực phục hồi T cộng và chạm về vùng này thì nó chỉnh giảm thôi. Những cái điểm chỉnh giảm này và có hay không một cái điểm vượt thoát ở đây thì Hùng cũng đang kỳ vọng là mã này nó cũng đánh giống với PLC, giống với KSB. Đó, liên quan đến cái nhóm đầu tư công, kể cả hoa sen cũng như vậy thôi, nó là sắt thép mà các anh chị. Đang kỳ vọng là nó đánh break ở đây. DHA thì chưa có gì đột biến, vùng 37.5 đến vùng 40. Xi măng HT1. HT1 cũng có một cái lực phục hồi T cộng ở đây, đâu đó được bao nhiêu phần trăm thì các anh chị có thể tự tính, và nó rơi về đúng cái vùng hỗ trợ 14.5, tức là vùng hỗ trợ bên trên thì nó tạo đáy ở phía ngày thứ năm và sau đó thì nó đưa về lại vùng 16.
Đó, 14.5 1001 thử xem nào, 1,5 chia cho 14.5, ok, cũng gần 10%, tức là cái nhịp hồi phục T cộng vừa qua nó đã đạt từ 5 đến 10%. Đó, và chúng ta có mã cổ phiếu nào thì chúng ta sẽ mua lại đúng mã cổ phiếu đó, thì đấy chính là cái ý tưởng cùng. Rồi nó chạm lại về đây hỗ trợ thì nó thành kháng cự rồi, nó đập thôi. Nó đập về đây thì đang dự kiến là khả năng là sẽ test lại về vùng 14.5 đến khoảng vùng 15 đó các chị. Đó, về đến đây nó kiểm tra lại cung cầu một tí ở đây. Rồi, cổ phiếu BMI, BMI cũng tương đối là khỏe đây. Với cái cách đánh của BMI là gì? Sau khi mà đánh break lên một nhịp thì đi ngang, đánh break lên một nhịp rồi đi ngang. Đó, đi ngang xây nền. Và cái cách đánh của BMI là nó chỉ đánh khoảng tầm độ 2 3 cây nến thôi là nó đi đạt đến cái vùng target của nó, và thời điểm hiện tại là chặn dưới của BMI là vùng 26. 26. Đó, chặn dưới của BMI vùng 26 trong một kênh xu thế trung hạn, trong một kênh xu thế trung hạn. Đó, nếu như BMI không gãy vùng 26 vẫn lững lờ ở đây thì tạo lập nó sẽ gom thêm một ít hàng của những cái anh mà mua ở trên này, xong đó thì nó sẽ đánh thêm một vài phiên nữa. Đó, cách đi như vậy. CVT cũng rất là đẹp, rất là ok. Bản thân CVT thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà ông đã phân tích khá là sớm từ vùng ở đây 17.5 đến vùng 18, khuyến nghị mua ở trên room. Sau đó khi mà cổ phiếu này có những nhịp đánh lên thì tiếp tục tìm cái vùng hỗ trợ 22.5 trong một cái hành trình đi về vùng giá mục tiêu khoảng vùng giá 27, thì CVT đã hoàn thành vùng giá 27. Đây, CVT là một cái mã cổ phiếu mà gần như 4 ngày này, 9 ngày này. Đó. Đây anh chị này, 16 ngày trước này, khi đó là CVT ở vùng 22 đến vùng 22.5. Đó thì chúng ta đó vùng 22. Đó, vùng 22.5 đó, nôm na nó là như vậy, thì bắt đầu cái đoạn đấy là chúng ta có một cái phân tích khuyến nghị mua thêm để cái vùng giá mục tiêu của nó là 27 cộng. Đó, và cách đây đây 16 ngày, thì đấy là những cái thông tin chúng ta đã có trên trên Zoom, thì bây giờ là chúng ta phân tích để chúng ta nói lại thôi. Sau khi chạm vùng 27 rồi thì bây giờ lại tiếp tục dò lại đó vùng 25 để chúng ta xem thử là cái vùng này thì CVT sẽ có hoạt động ổn định ở đây không. Nếu vùng 25 này hoạt động ổn định ở đây thì cái cơ hội mà để đánh về vùng 3x là còn là có nó, nhưng mà phải là cái vùng 25 không gãy, phải cái vùng 25 không gãy thì cái cơ hội đánh về vùng 3x là còn. Còn gãy vùng 25 rồi thì còn cái gì nữa, đúng không ạ? Gãy vùng 25 rồi thì chắc chắn là nó lại test lại cái vùng cung thấp ở dưới này rồi, đúng không ạ? Cổ phiếu PAC, PAC thì thanh khoản nó hơi thấp, nhưng mà trong cái cách nhìn của Hùng á, thì Hùng vẫn đánh giá rằng PAC vẫn là một cái con mã cổ phiếu mà nó sẽ có một cái nhịp đánh nó ở mặt trung hạn sau một cái nhịp chỉnh dài. Đó, chính vì vậy nên là Hùng đã có phân tích từ vùng 20 đây này, từ vùng 20 đến vùng 21 và đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thay đổi cái kịch bản đó. Đó, và hiện tại là cái vùng đệm ở đây là vùng 25 sẽ giúp cho cổ phiếu này tiếp tục có một cái hành trình tiếp theo, đó là có thể về đến vùng 3x. Và nếu nói như vậy thì nếu như mà cổ phiếu này về đến vùng 3x thì từ 20 mà lên 3x tức là tăng 50% về giá trị các anh chị. Đó. Tất nhiên là cổ phiếu này thanh khoản thấp, chính vì vậy nên là cũng không có khuyến nghị nhiều. PTB một cái mã cổ phiếu về gỗ, đúng không ạ? Và với xu hướng hiện tại sau một cái lực phục hồi T cộng đúng ý đồ T cộng luôn, thì khả năng là sẽ test lại cung, sẽ test lại cung ở đâu đó. Nếu mà test đẹp vẫn là test ở bên trên, test ở bên trên tức là test ở khoảng vùng giá 51.5, 51.5 là đẹp nhất đó. Nếu mà test đẹp nhất ở vùng 51.5 ở đây trước khi mà cầu quay trở lại. Rồi, cổ phiếu CSV. CSV thì đánh hơi hơi khủng, có cái đoạn này là đánh hơi khủng này, đánh dốc lên và sau đó thì ba cây nến sau trả lại hết. Với CSV ở thời điểm hiện tại thì tạo lập sẽ chốt chặn ở khoảng vùng 26 đến vùng 27. Đây là cái vùng mà chúng ta sẽ quan sát, nếu như mà bị gãy vùng 26 thì anh chị nào chúng ta đang cầm chúng ta té nốt, còn nếu mà vùng này mà không gãy đó thì tạo lập nó sẽ chốt chặn ở đây, và cái cơ hội để CSV đánh về vùng 3x là còn. Đó, về vùng 3x là còn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành cảng biển các anh chị nhá. 1 giờ 19 phút vẫn còn thời gian. VSC.
Rồi VSC trong những cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây đó là khoảng vùng 40 không gãy thì cơ hội đánh về vùng 44 và trong tuần thì đã chạm vùng 4 45 các anh chị. Rồi về đến vùng 45 thì khả năng nó sẽ có những cái điểm test tích lũy ở đây, đâu đó ở khoảng vùng 43 43 gì đó, nói chung nôm na khoảng vùng 43 này không gãy thì cái cơ hội mà trong nhịp này xu hướng là khả năng sẽ đánh chạm vùng 48 đến 50. Đang khá là khỏe. Cổ phiếu HAH 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 sau khi mà chúng ta phân tích ở đây là vùng 14 cộng hoàn thành xong thì em mới đổ về đây và bây giờ nó đang tích lũy này. Đó, cái vùng này sẽ trở thành cái vùng vùng 12.5 đến khoảng vùng 13 sẽ trở thành một cái nền tích lũy ở đây và HA tiếp tục tích lũy bởi vì là dòng tiền thì đang đi ngang và tín hiệu đường MACD thì đang cắm đầu đi xuống như này thì khả năng là sẽ tiếp tục tích lũy đây thôi. Cổ phiếu GMD rồi GMD cũng tạo đáy đúng phía ngày thứ năm sau những cái nhịp đạp và trong cái phân tích cùng thì cũng có nói đến cái vùng 23.5 đến vùng 24. Ở đây là cái vùng đệm rất là quan trọng, nếu như vùng đệm này gãy thì cụ xu hướng cổ phiếu nó sẽ chỉnh giảm, nó sẽ chỉnh giảm và nó giảm mất 3-4 phiên ở đây đúng không ạ, và tạo đáy đúng phiên ngày thứ năm lực phục hồi lại thì hiện tại bây giờ là đã đưa cổ phiếu này về lại vùng đúng vùng 23.5 tức là đúng cái biên dưới ở đây, dòng tiền đang hơi kém, dòng tiền đang hơi kém chính vì vậy nên là sẽ cần phải quan sát thêm cái tín hiệu ở đây. Tín hiệu đây nếu trường hợp như mà phiên ngày thứ hai GMD lấy lại được trên vùng 23.5 thì có thể cầm tiếp, ngần ngược lại nếu gãy vùng 23.5 thì như vậy thì nó sẽ hình thành lại một cái nhịp test ở đây nữa này. Đó, hình thành lại một cái nhịp test ở đây thì chúng ta lưu ý ở đây một cái kịch bản là test cung. Đó, nếu mà vùng 23.5 không lấy lại được thì nó sẽ test lại cung ở vùng 21.5 đến vùng 22 một lần nữa. Cổ phiếu VGI PGI chưa có gì đột biến cả. Nền tích lũy hỗ trợ 26 đến nền 27. Trong cái nhóm của VGI thì Hùng đánh giá con CTR là con ổn trong nhóm Viettel. CTR là con ổn nhất. Đó, sau khi mà hoàn thành cái vùng 48 này, 48 là cái vùng phân tích này. Bây giờ là từ vùng 48 này thì nó đang dự báo là sẽ có một cái nhịp đánh lên ở khoảng vùng 50 mốt đến khoảng vùng 52 anh chị này, CTR là đang ok này, còn lại thì không có ok. QNS mía đường, QNS ổn rồi. Tín hiệu tạo nền của QNS ở đây chúng ta cũng có thể xem ở đây, đây đấy nó tạo nền ở đây là nền bao nhiêu đây? 30 đến nền 31 và trong tuần vừa qua thì đã có những cái điểm test cung, sau những cái điểm test cung này thì lực cầu tiếp tục đi thì QNS các anh chị sẽ quan sát thêm, nếu như phiên ngày thứ hai mà nó có trả được 1/2 cung ở đây này, mua đẹp này. Tức là khoảng vùng 32.32.3, 2.3. 32.2, 32.3 thì đó nôm na là cái vùng này thì nó trả cung ở đây thì rất là ok. Chúng ta có thể mua và chúng ta chờ xu hướng này thì chắc chắn là đánh rồi và nó sẽ hồi phục T cộng. Hồi phục thì nó lại đi về cái vùng kháng cự gần gần ở đây đâu thôi, khoảng vùng 35. Đó, trước mắt là như vậy. SBT. SBT rồi, nó cũng tạo đáy đúng phiên ngày thứ năm này, sau đó thì nó kéo lên. Nó đi tạo đúng cái vùng hỗ trợ đây khoảng vùng 14. Và lực phục hồi này thì cũng đã phục hồi về lại cái biên hỗ trợ của nó ở đây là 15.5. Nó sẽ trở thành những vùng kháng cự ở 15.5 và nó sẽ có những cái điểm test lại ở đây dự kiến ở test vùng 15 không gãy thì cái cơ hội mà để nó phục hồi lại cái vùng ở trên này là còn, nếu gãy 15 thì nó lại test lại về cung thấp ở dưới này. Trên góc độ kỹ thuật đó, thì đã bắt đầu xuất hiện cái điểm hồi, tuy nhiên cái điểm hồi này cần phải có một cái tín hiệu xác nhận nữa, đó là khoảng có những cái phiên giao dịch nó vượt thoát được vùng 15 với volume đạt khoảng tầm độ 5 đến 6 triệu cổ phiếu trên một phiên. Cổ phiếu SLS. SLS cũng có tín hiệu tạo đáy này, nhóm mía đường là đang có tín hiệu tạo đáy. Đúng phiên ngày thứ hai đúng không? Phiên ngày thứ năm, phiên ngày thứ hai sau đó thì phục hồi lên. Có những cái điểm phục hồi này thì nó sẽ có những cái điểm test lại và các anh chị có thể canh lại ở vùng 55 đến vùng 56 đối với SLS này. Mã cổ phiếu LSS thì cũng đang canh lại đây. Nền ở đây có thể đang canh lại đây vùng 6.3.
để mua. Nhóm dệt may thì chỉ phân tích cổ phiếu mã TCM đúng không ạ? TCM. Bởi vì trong cái trend kỹ thuật thì TCM là một cái mã cổ phiếu mà vẫn đang giữ được trend kỹ thuật, khi mà cổ phiếu này không gãy cái vùng ở đây là vùng 23 thì mục tiêu sẽ đánh chạm vùng 26, và trong tuần thì TCM cũng đã đánh vượt vùng 26 ở vùng 26.4, thì có thể trong kỹ thuật ngắn hạn có thể đánh về cái vùng 27, có thể đánh về vùng 27 xong đó nó úp úp lại vùng 26. Thì chúng ta sẽ quan sát thêm những cái điểm cầu ở quanh cái vùng 26 ở đây, nếu vùng này mà không gãy và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định thì trong nhịp này thì TCM sẽ tiếp tục đánh, và đánh lên đến đâu thì Hùng sẽ chờ hết những cái nhịp test cung ở vùng 26 này, thì chúng ta sẽ có thêm phân tích. Trong cái nhóm của ngành dệt may nó có thêm mã cổ phiếu GIL, bản thân là GIL nó lai giữa dệt may và bất động sản phụ nghiệp nhưng chủ đạo của nó vẫn là dệt may. Đấy thì GIL trong những cái nhịp phân tích tương bừng ở dưới này thì rất nhiều các cái tài khoản là có lãi GIL rồi. Đó. Lãi rất là nhiều, và đến thời điểm hiện tại thì GIL cũng đánh lên những cái target mà có thể nói là không tưởng. Đó, hoàn sau khi mà nó đi về cái vùng 3x ở đây, trong một cái nhịp phân tích ngắn của GIL đó là vùng 26.5 này không gãy, tức là tạo lập nó chặn chặn ở dưới này và xuất hiện những cái lực cầu trở lại thì sẽ đánh đây đây chính là những phiên mà xuất hiện những cái lực cầu trở lại đánh về vùng 3x sau khi chạm 3x xong. Đó thì cổ phiếu này có những điểm test cung và lực cầu tiếp tục đánh, và hiện tại với một cái cách đi như thế này thì cái xu hướng là có thể đi về khoảng vùng 36, vùng 36 rất là ổn. Về đến vùng 36 thì cũng là vùng kháng cự tương đối mạnh ở trên này, vùng 36, vùng 37. Ai có hàng thì chốt, còn không có khuyến nghị mua thêm. Rồi chúng ta phân tích một số các cái mã ngành của nhóm ngành cao su các anh chị, GVR. Thì nhóm cao su hiện tại là giá cao su đang được giá, nên là cái nhóm cao su sẽ cũng là một cái sóng tương đối là ok và tương đối là ổn định. Thì GVR đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu, đó là vùng giá 15.5 đến vùng 16 sao chia. Sau cái điểm này thì thường cái cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm test lại cung ở khoảng vùng 15, không gãy thì cái lực cầu tiếp theo nó sẽ đánh vượt lại vùng 15.5 đến vùng 16, và chúng ta sẽ chờ xem cái điểm test cung ở đây. Đó, có hay không một cái cây nến xanh nó đánh vượt thoát vùng 16 để giúp cho GIL tiếp tục đi, thì đây sẽ là một cái đường đi rất là đẹp. Và chúng ta chờ thêm, còn hiện tại là giá cao su đang tăng thì như vậy nó sẽ khá là tốt, khá là ok. PHR PHR sau một cái nhịp hoàn thành, hoàn nói đúng hơn là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở 6x thì PHR có một điểm chỉnh này, thì chúng ta tìm lại cái vùng 54 đến vùng 55 là cái điểm hỗ trợ. Từ đây thì dự báo hồi phục kỹ thuật về khoảng vùng 57. Ở trong tuần vừa qua thì PHR đã đánh bay mốc 57, ngồi lên trên 57 và đang có những nhịp test lại, thì đẹp nhất đó là em ấy sẽ test lại không gãy vùng 56. Ở đó, vùng 57 đến vùng 56 ở đây, nói chung nôm na là nó sẽ test lại vùng này. Đó, thêm 1 đến 2 phiên nữa, đây là những cái phiên test khá là đẹp này, và kết tuần thì nó đóng cửa trên vùng 57. Thì vùng này không gãy thì mục tiêu của chúng ta vẫn là vùng 60 đối với PHR các anh chị. Rồi, quốc đảo ship ship thì quá là đẹp luôn. Trong những cái phân tích định lượng của ship là chỉ dự báo đâu đó về khoảng vùng 95 thôi. Về khoảng vùng 95, và trong tuần vừa qua thì ship đã đánh bay mốc 95 và lên vùng 105. Và với cái cách tạo lập của ship, các anh chị có thể nhìn thấy đây, khi ship đã chạy là nó chạy tới bến luôn, tức là nó không chỉnh. Và với dòng tiền đánh như hiện tại như thế này thì cái cơ hội mà ship mà đi về vùng 115 đến 120 thì như vậy là còn. Và nói như vậy thì không có nghĩa là ở cái vùng này chúng ta cắm đầu cắm cổ chúng ta mua. Chúng ta mua ở trên này thì chúng ta đã bị đúng không ạ? Bị bất lợi rất nhiều. Còn ship á, các anh chị nhớ này, không có phân tích ship ở đây này, mua ở vùng đâu này, 75 đến vùng 78 này, chúng ta tìm lại xem nhá, ship chúng ta nói mua ở vùng nào nhá. Có đấy. Ship cán cột mốc, à cái này là trước chia này. Đó. Trước chia là đã cán cột mốc này, sau đó thì 85 19 ngày, không biết là khi đó thì 85 là giá sau, là giá trước chia cách 19 ngày, thì chúng ta kiểm tra lại. Nôm na là ở dưới vùng này. Đó thì chúng ta mua, còn lên đến trên này thì chúng ta cũng đã bị muộn hơn rất là nhiều rồi, đúng không ạ? DRC.
DRC trong một cái nhịp phân tích ở đây sau khi hoàn thành cái vùng 20 đúng không? Vùng 20 19.55 vùng 20 thì đang kỳ vọng lên vùng 22 và lên được đến vùng 21 thì cổ phiếu này bị chỉnh giảm lại. DRC cũng đã có một cái nhịp hồi phục từ phiên ngày thứ năm và đến đến hôm nay thì nó đã chạm lại vùng 19.55, vùng 20 là vùng kháng cự thì nó sẽ test lại cung và dự kiến thì những cái điểm test cung đẹp ở khoảng vùng 19 không gãy. Thì cái cơ hội đi tiếp của DRC là còn. Rồi. Bây giờ còn thời gian còn lại thì chúng ta sẽ đi phân tích sâu hơn về thị trường, còn có những cái mã cổ phiếu nào mà chưa được cùng lên phân tích đề cập thì các anh chị có thể comment ở dưới dòng thời gian của bản tin tuần. Đó, tuần trước thì Hùng bận đi Quảng Trị nên là gần như là các anh chị cũng biết cái việc đó nên các anh chị không comment hỏi, còn tuần này thì ok rồi, Hùng có thể giải đáp tất cả những cái thắc mắc của các anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tập trung để chúng ta phân tích và định lượng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì một cái sự kiện mà được cả thế giới quan tâm đó là hiện tại thì cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ và nhìn nhận chung, xu hướng chung thì thị trường chứng khoán Mỹ đang có những phản ứng rất là tích cực và đang thiên về ủng hộ là ứng cử viên Biden thắng. Chính vì vậy nên là thị trường chứng khoán Mỹ đã có một cái sự phục hồi khá là tốt. Cùng với đó thì chúng ta cũng thấy rằng là thị trường chỉ số S&P 500 cũng bắt đầu đi về đến những cái vùng kháng cự trên này rồi. Đó là cái vùng ở bao nhiêu điểm đấy ạ? 3.540 điểm. Rồi chỉ số Hang Seng Shanghai, Copinex, chỉ số Nikkei 225 tăng rất là đẹp sau một cái nền phục hồi, nền tích lũy dài. Như vậy là chỉ số chứng khoán Mỹ cũng như chỉ số chứng khoán châu Á là đang có những cái sự gọi là rất là tích cực. Đó, có những cái tín hiệu như vậy là tín hiệu tích cực trước cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, và hiện tại thì theo những cái thông tin thì khả năng là bác Trump sẽ thất bại ở trong cái nhịp này. Rồi và chúng ta sẽ đi nói về thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì lúc đầu bản tin thì Hùng đã có một cái mạch để các anh chị có thể nhìn lại thị trường chứng khoán Việt Nam từ vùng 970 điểm. Sau đó có một cái nhịp giảm chỉnh giảm và dự báo tạo đáy tạo nền ở phiên ngày thứ sáu. Và từ phiên ngày thứ sáu thì đã có một cái lực phục hồi T cộng để đưa cái chỉ số của VN-Index về vùng 945 điểm. Ở đây là cái vùng kháng cự. Đó, trước đây là hỗ trợ trong một cái nhịp mà từ vùng 970 mà đi về đây vùng vùng hỗ trợ thì bây giờ nó thành kháng cự, và đây là một cái điểm đầu tiên để giúp chúng ta nhận diện thấy là về đến đó là ông này ông bắt đầu ông bị đội đầu rồi. Và tiếp sau đó thì phiên ngày thứ sáu tạo thành một cái cây doji thể hiện một cái sự cung cầu khá là cân bằng đó. Và có những cái điểm test đến thời điểm hiện tại thì Hùng sẽ quan sát ở cái vùng 935 điểm. Ở vùng 935 điểm này rất là quan trọng cho chúng ta trong một cái kênh xu thế. Hùng sẽ nói sâu ở chỗ này. Thứ nhất là sau khi mà chạm về vùng 945 điểm thì nó sẽ có những nhịp test cung, và nhịp test cung đó thì vùng 935 điểm là vùng hỗ trợ. Cái ý thứ hai, nếu như chúng ta mà học về lý thuyết sóng Elliott thì chúng ta có thể quan điểm rằng là cái sóng đầu tiên này là cái sóng chỉnh A thì nó sẽ đến một cái sóng hồi B. Cái sóng hồi B này nếu như mà cái lực dòng tiền không đủ lớn, không đủ mạnh để đánh bứt qua những cái điểm kháng cự ngắn thì thường nó sẽ hình thành một cái sóng chỉnh C ở đây. Đó, vậy thì cái sóng chỉnh C này nó sẽ xuất hiện khi nào? Nó sẽ xuất hiện khi khi mà ở phiên ngày thứ hai hoặc phiên ngày thứ ba nó có một cái cây nến đỏ dài nó bị bán ở đây. Đó, nó bị một cái cây nến đỏ dài bị bán và nó bị mất cái vùng hỗ trợ 935 điểm ở đây, thì như vậy là nó sẽ hình thành nên một cái sóng C chỉnh ở đây. Và khi những cái tín hiệu đó xác nhận xảy ra thì cái sóng sẽ chỉnh thường nó sẽ đi về cái điểm mà Hùng đang dự báo sóng sẽ chỉnh xuất hiện nó sẽ ở khoảng 1.880 điểm đến 885 điểm. Còn ngược lại, nếu mà cái dòng tiền nó đủ mạnh để nó giữ được ở trên cái vùng 935 điểm này và nó đánh quạt lên đó thì như vậy là cái sóng sẽ chỉnh nó không xảy ra. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy thiên về cái kịch bản là khả năng sóng sẽ chỉnh sẽ xuất hiện, và chúng ta sẽ quan sát thêm mà những cái tín hiệu kỹ thuật của phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Cùng với đó thì chỉ số VN30 thì chúng ta sẽ quan sát như thế nào để chúng ta xác nhận có hay không một cái sóng C chỉnh ở đây. Thì chỉ số VN30 cũng sẽ lấy ở mốc 900 điểm làm cái cột tiêu. Đó, nếu như chỉ số này vẫn đi ngang và giữ được trên vùng 900 điểm, ok, mọi thứ vẫn đang nằm ở trong tầm kiểm soát. Nhưng ngược lại, nó bị bán mạnh
về vùng dưới 98 điểm, thì như vậy đấy cũng là một cái tín hiệu thứ hai để giúp cho chúng ta nhận diện là thị trường sẽ bước vào, tức là cái lực phục hồi T cộng ở đây đã kết thúc và những nhà đầu tư người ta mua được ở đây thì người ta đã lãi từ 5 đến 10%, và sau khi lãi đến 5 đến 10% thì họ sẵn sàng họ bán khi thị trường có những cái tín hiệu xấu. Đó, ví dụ như khi thị trường bị gãy vùng 95 chẳng hạn, VN30 gãy 95 thì họ sẽ sẵn sàng họ bán ra. Đó, thì cái tín hiệu thứ hai để giúp cho chúng ta nhận diện cái sóng C có hay không đó là VN30 ở vùng 95 điểm. Đối với chỉ số VN30 F1M, đối với chỉ số VN30 M thì chỉ số này cũng đã có một cái điểm hồi phục về mặt T cộng. Và bản thân ở trong cái video trong đây trong cái video số 128 thì Hùng cũng có nói về ở cái điểm xoay chiều ở vùng 890 điểm, đúng không ạ? Ở vùng 890 điểm thì Hùng sẽ bật mở cái intraday, tức là trên biểu đồ M5 cho các anh chị. Đó, thì tại cái thời điểm phiên phiên giao dịch ngày thứ 6 thì Hùng có nói rất nhiều đến cái vùng ở đây, đó là cái vùng mà 890, 890, 895, và sau đó thì chúng ta trên bản tin phân tích tuần thì chúng ta nói đến cái điểm xoay chiều ở 890. Và phái sinh thì cũng đã có một cái điểm phục hồi T cộng 30 điểm về đến vùng 9520, 9518 đến 9520 điểm đây. Và sau đó thì bây giờ đang có một cái điểm sọt. Và chúng ta sẽ view cái điểm sọt này ra. Điểm sọt này thì đến thời điểm hiện tại Hùng có nói đến vùng 9504 đến 9505 điểm để giúp cho chúng ta nhận diện là có hay không một cái sóng C ở đây. Thì với một cái cách đi như hiện tại của cái điểm hồi phục ở đây thì khả năng sang phiên ngày thứ hai là em phái sinh em ấy sẽ test lại cung ở vùng 9504 đến 9505. Thì cái cột tiêu thứ ba đó là vùng 9504 đến 9505 của phái sinh giữ được trên cái điểm này thì cái sóng C chỉnh nó sẽ không xuất hiện, có nghĩa là nó sẽ tạo thành cái mô hình đáy W ở đây. Đó, và nó sẽ có sự phục hồi lại. Đó, nó sẽ có sự phục hồi lại đây. Nhưng ngược lại, nếu mà phiên ngày thứ hai hoặc phiên ngày thứ ba nó cái vùng của phái sinh ở 9504, 9505 điểm không giữ được thì như vậy là phái sinh nó sẽ có xu hướng tiệm cận về vùng 900 này điểm này. Rồi 985 điểm, đây là những cái mốc đầu tiên, thì đấy là ba cái cột mốc cơ bản để định lượng và để xác nhận cái xu thế, cái xu hướng của thị trường của chúng ta trong cái tuần tiếp theo. Ok, như vậy là chúng ta đã xong cái phần bản điểm tin của tuần thứ hai của tháng 11, và ông Lê cũng sẽ chia sẻ thêm một ý nữa. Đó là cái chương trình hành trình về miền Trung thân yêu của chúng ta thì đến thời điểm hiện tại đó là đã thành công tốt đẹp, và trên đường đi thì các thành viên trong ban tổ chức đã được cái sự ủng hộ rất là nhiệt tình của đội tình nguyện ở tại địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng như công an tỉnh Quảng Trị, đồng thời với sự ủng hộ của các ban ngành và các cái đoàn thể ở trong đó, thậm chí là ở đó thì các cái khách sạn người ta cũng cho đoàn ở miễn phí, thì đấy là những cái mà người ta rất là ok. Và hiện tại thì ban tổ chức cũng đang tập hợp lại các cái số liệu phân tích, xin lỗi cả nhà, ngôn ngữ chứng khoán, tức là tổng hợp lại các cái số liệu về tiền quà phát, để sau đó chúng ta sẽ làm một cái clip tổng hợp lại, bao gồm có các cái hình ảnh thực địa mà đoàn đi, sau đó thì chúng ta sẽ tổng kết lại về tài chính và tinh thần là tiền đang thừa, và chúng ta sẽ có thêm những cái hành trình tiếp theo. Đó, chúng ta sẽ có thêm hành trình tiếp theo. Thì cái quan điểm của Hùng Lê cũng như các anh chị trong ban tổ chức là chúng ta sẽ làm đúng, làm trúng và làm đủ, tức là tại cái địa bàn của tỉnh Quảng Trị chúng ta đủ rồi thì chúng ta sẽ để dành cái tiền đó để chúng ta đi đến những cái miền quê khác, chứ không nhất thiết cái câu chuyện là chúng ta quyên góp được từng đó tiền thì chúng ta sẽ đến để chúng ta ủng hộ hết ở đó. Bởi vì vào trong đó thì Hùng Lê nhìn thấy cũng có rất nhiều các cái đoàn thiện nguyện đi về đó, và những cái vùng nào khó khăn nhất thì đoàn của chúng ta mới ghé chân đến để chúng ta ủng hộ bà con, còn những cái chỗ nào mà đã được có những cái đoàn khác người ta ủng hộ rồi thì ok, chúng ta sẽ dành những cái phần quà đó lại để chúng ta có những cái chương trình tình nguyện tiếp theo. Đó thì đấy là một vài cái ý mà ông Lê chia sẻ như vậy. Rồi, thân ái chào tạm biệt cả nhà, và hẹn gặp lại tất cả những anh chị em trong các cái bản điểm tin tiếp theo.